Thầy Nguyễn Công Chính xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả các bạn học sinh lớp 11 yêu quý trên toàn quốc. Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái buổi học live stream về cái phần đó là hình học lớp 11 các em nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề đó là các phép biến hình, được không nhỉ? Đó, chủ đề mà cũng có thể nói là đầu tiên trong cái phần hình học lớp 11, đúng không? Nhưng cũng đã gây hoang mang nhất nhối với rất nhiều bạn, đúng không nhỉ? Đó, có thể nói là cái chương học này thì đối với thầy, và cũng như là các thầy cô ấy thì nói chung cũng không quá khó và nó cũng không phải là quan trọng nhất trong hình học lớp 11. Trong hình 11 của em thì cái phần quan trọng phải là hình không gian bắt đầu từ chương sau trở đi cơ. Đó. Nhưng mà chương này đó, nó có nhiều thứ nó cũng phức tạp phết ấy. cái toàn là phép thuật toàn phép thuật quyên sợ lắm. Đó, nó biến hình liên tục được chưa? Và nó biến làm cho mình muốn tàng hình luôn được chưa? Cái, cái cái này nhiều bạn này cái thứ nhất là nhiều bạn này nghĩ là kiểu như là uh, chắc là em em nghĩ là cái chương này thầy cô giảng sương uh, sương qua loa thôi em nghĩ là chắc uh, không thi hay là gì đó thì thôi em bỏ qua được không đó thế thì uh, cũng trả lời với các em luôn là thực ra ấy thì uh, cứ cho là cái trước này thì thực ra thì nó không phải là quan trọng nhất thật, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà sắp tới bạn nào mà có phải thi giữa kỳ này, à, kiểm tra uh, học kỳ, nếu mà có cái phần này thì các em vẫn nên học. Còn nếu như theo chương trình của trường em, lớp em, thầy cô giáo em ấy mà cho phép mà giảm tải mà bỏ qua phần nào ở thì thôi được rồi, không sao. Được chưa? Chúng ta vẫn có thể bỏ qua cho thoải mái đúng không nhỉ? Và học hình không gian sớm cũng được thầy cũng không bảo gì nhưng nếu mà bạn nào vẫn phải học và và vẫn đang mà bị cái phần này mà nó làm cho tàng hình ấy, thì thôi cố gắng hôm nay nhé học ôn tập chỉ cần học lấy ít nhất một hai buổi của thầy thôi thầy xin nhắc lại hình này cái phần này thầy chỉ cần dạy một hai buổi thôi là đảm bảo là nó đánh be mất gốc yên tâm nhé thầy sẽ cố gắng làm như thế nào mà chúng ta quét qua được tất cả nhắc lại được tất cả các cái kiến thức các cái dạng bài của cái phần này thông qua đầy đủ các cái câu hỏi Uh, mà thầy đã uh, biên soạn uh, cẩn thận rồi, hiểu không nhỉ? Đó, các em học đúng các cái câu này của thầy thôi. Ui đảm bảo 100% là chỉ có chúng đề thôi. Nhớ chưa? Cố gắng lên, được chưa? Rồi, bây giờ nhá. Đấy cái phần này chúng ta cứ học lấy một buổi, tại vì tại vì ở lớp ấy các em học các em biết không? Chúng ta phải học cái này mấy tiết liền. Thứ nhiều cơ chưa chưa hết đâu. Phép tịnh tiến này, um, phép đối xứng trục này, phép đối xứng tâm. Uh, phép quay, phép vị tự, đúng không nhỉ? Phép đồng dạng. Đấy, như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, ít nhất là 5, 5, 5 uh, phép thuật quyên rồi, sợ lắm. Được chưa? Phép thuật quyên. Đấy, cái mỗi lần sợ là ta sẽ, uh, đâu? C mà mỗi lần mình cứ buồn là mình sẽ biến hình. Được chưa? Được chưa? Sợ lắm, được chưa? Đấy là mình muốn tàng hình luôn ấy, sợ lắm. Đấy, thì nó cũng phải tốn khá nhiều thời gian để học. Cái này ở lớp thì cũng cũng mất nhiều thời gian để học. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng tổng kết để dạy hai buổi thôi hai buổi cũng được cố gắng nếu mà nhanh thì nhanh thì nếu mà kem mà, mà 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 mà, gọi là gì ấy nhỉ các em mà, mà bạn nào mà kiên trì mà học được luôn thì thầy sẽ dạy luôn hết cho một buổi hôm nay còn nếu như mà sợ mà nhiều kiến thức mà sợ mà nghẹn quá thì chia làm hai cũng không sao không phải vội yên tâm rồi sau đó mình tới hình không gian không muộn tí nào đừng lo nhé nhớ chưa nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Uh, đi tới các cái câu hỏi ngày hôm nay luôn Thông qua việc chúng ta làm bài tập thì thầy sẽ nhắc lại cho các em kiến thức Thông qua mỗi câu hỏi đó luôn nhé Ok, hôm nay thầy đã chuẩn bị rất nhiều các câu hỏi hay và đặc sắc thì Các em cùng tập trung để ý vào luôn nhé Được chưa nhỉ Yên tâm là thầy thường là dạy ít like là thầy phải dạy đến tận 10 rưỡi tối hoặc là có khi 11 giờ tối cơ, 11 giờ đêm cơ yên tâm được chưa? Thế nên là thầy chưa ngủ đâu, còn còn lâu được chưa? Đừng lo được chưa? Các em nhớ chia sẻ bài giảng về cho các bạn cùng học nhé. Chia sẻ bài giảng về, chia sẻ cho thầy đi, được chưa? Chia sẻ cho thầy đi, được chưa? <laughs> Rồi ta học luôn nhé. Bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp phần 1 trước này. Bài giảng đã được phát trực tiếp trên hội tuyển sinh tuyển sinh 2247. Hội học sinh 2005 đồng thời cũng đang phát trực tiếp trên YouTube và trên Facebook công chính thầy Chính Đức Phúc của thầy các em có thể xem trên kênh nào cũng uh, đều được nhé đó hôm nay thầy sẽ dạo qua uh, YouTube một chút đó để thăm các bạn ở đây thỉnh thoảng thì tại vì mỗi khi thầy toàn đọc comment ở bên fanpage ở, fan, ở bên fanpage bên kia thì thỉnh thoảng mới qua được bên YouTube bên này thấy nhiều bạn bên này cũng rất là chăm chỉ rất là chịu khó thậm chí trên YouTube bây giờ thầy phát hiện ra là rất nhiều bạn chăm xem bài giảng của thầy rất là tốt thì thầy, thầy 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 cảm thấy rất là xúc động rất là cảm động luôn được chưa đó rất nhiều bạn chăm học thì mình rất là mừng đấy, đó, rất là mừng Rồi Thì bên này trên Youtube thấy mới phát hiện ra là nhiều bạn trả lời hôm trước thì xem lại đáp án thì Nhiều bạn trả lời cũng khá là nhanh Cũng khá là ok Thì xem lại mới thấy là nhiều bạn bên này học khá phết Được đấy, được chưa? Thế hôm nay thầy quyết định thì ghé qua đây Bạn nào mà trả lời đúng là thầy sẽ khen luôn nhá Đó, tại vì những cái phép thuật quyên này nó cũng không đơn giản đâu Nhiều bạn nó mất gốc mà, đó Thế là thầy sẽ khen luôn nếu bạn nào mà trả lời được đúng luôn Bây giờ này, các em nghe kỹ lời thầy nói này, lắng tai nghe này Bây giờ thầy đã chuẩn bị rất nhiều các câu hỏi hay rồi Bây giờ ứng với mỗi một câu hỏi thì các em nhớ comment đáp án và trả lời thật là nhanh cho thầy nhé Đó bạn nào mà nhanh và chính xác luôn là mình, mình 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 khen luôn. Được chưa? Mình khen luôn trước toàn thể cả YouTube cả cả tất cả các trang của thầy luôn. Sướng không? Đó. Nói chung là thầy không có thời gian, bây giờ nhiều bạn bảo cứ thầy ơi viết tên lên bảng thôi Không có thời gian đâu, ra hỏi cái cô nào cô viết hộ cho Mình, 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 mình mình không được rảnh lắm, Các em thông cảm nhá Bây giờ còn ngồi viết tên từng bạn lên nữa, ôi mệt lắm, hiểu chưa Mà viết cái ý có cái tác dụng gì đâu, hiểu chưa Viết về để thờ à, chưa, thôi mệt lắm Hiểu chưa, khen thôi là đã, đã ok lắm rồi, hiểu chưa Hiểu chưa, hiểu không, đó, Đấy, bây giờ trả lời luôn đi, đã bắt đầu trả lời Cố gắng lên nhá, không khó đâu, yên tâm, cố gắng lên được chưa? Khó đã có thầy Được chưa? Không phải lo Bây giờ câu chúng ta đến với vấn đề đầu tiên Vấn đề thứ nhất Phép tịnh tiến Được chưa? Sợ không? Phép tịnh tiến Câu hỏi thứ nhất <laughs> Phép tịnh tiến Được chưa? Nhớ trả lời cận Đúng nhá Đúng trả lời linh tinh Không được thầy, thầy chửi vào mặt đấy Đùa đâu Được chưa? Giả sử phép tịnh tiến theo một vector V Biến M thành M phẩy Chọn mệnh đề sai ở đây các em đọc kỹ đi từng câu một bình tĩnh Khi mà các em vẽ hình ra Hoặc là thôi cũng không cần vẽ hình đâu Vì đây là lý thuyết cơ bản rồi M biến thành M phẩy thông qua tịnh tiến Thì vector M, M phẩy sẽ đúng bằng với vector tịnh tiến Đó là vector gì? Vector V Như vậy câu A là câu đúng Nhưng đừng chọn Được chưa? Người ta bảo câu sai nghe kỹ Được chưa? Không là bị lừa mà chết này À, vector M, M phải là một vector bằng vector V Như vậy nó cùng phương, cùng hướng đúng không? cùng hướng với vector V câu C này cũng đúng này à, chỉ có cái câu, nhìn là biết là câu A và câu D là mâu thuẫn rồi người ta nói M phải M người ta nói ng ng ngược được chưa nhỉ, người ta nói thế là nhìn, mình nhìn là mình biết là chuyện ngược rồi như vậy chỉ có thể là đáp án D đáp án D A đúng, B đúng C đúng chỉ có D sai thôi, nó bị ngược nếu mà tịnh muốn mà biến ngược lại m phẩy thành m ấy thì người ta sẽ sử dụng vectơ trừ v. Được không? Vectơ đối đấy cũng được đúng không? Mũi tên quay ngược chiều trở lại bắn vào mình đúng chưa? Bây giờ mình phụt ra bây giờ mình lại bắn vào mặt mình thì có gì đâu, rất đơn giản đúng chưa? Rất đơn giản. Đây thì chúc mừng, hầu như rất nhiều bạn đều trả lời đúng không có thấy mấy khi bạn nào sai cả. Nên chỗ này không đọc được tên tất cả bạn rồi. Đi Thấy chúc mừng ai cũng d trả lời chúc mừng cái xin cảm ơn d chúng ta đã đi qua xong câu này d là đáp án sai cần chọn nha ok cảm ơn rất là nhiều chúng ta đến với câu hỏi số 2 ừ, ừ, ừ. rồi ôi rồi xít sai giả sử tịnh tiến theo vector v biến m thành m phải biến l thành l phải chọn mệnh đề sai trả lời tiếp đi câu này kem vẽ hình ra là thấy thôi nó hay ra một cái hình bình hành lắm đúng không? Đó nó hay ra hình bình hành. Trả lời nhanh nhá. Được chưa? Các em có tập vẽ được ra không? Cho nó nhanh. Nhớ lấy sẵn giấy bút nháp các thứ ra mà vẽ ra mà phát ra một cái là là ok. Ok luôn, được chưa? Phác ra một cái ok luôn. Xem mọi thấy câu nào sai? Vector m m phẩy bằng vector n là phải. Cái này nghe có vẻ đúng này, nhưng đừng chọn. Được chưa nhỉ? à, m m phải bằng n là phải cái câu này nghe nó cũng đúng ý nhỉ đấy vẽ ra lại thấy nó bảo toàn khoảng cách giữa các điểm bất kỳ mà nên các cái độ dài đoạn thẳng nó nghe nó bằng nhau là đúng đấy thì vector m phải n phải bằng vector m n cái câu này nghe nó cũng đúng ý nhỉ đấy được chưa đấy em vẽ ra em sẽ thấy ở đây cái câu nào sai ấy nhỉ câu nào sai các em có nhận ra câu sai không câu sai tiếp tục của chúng ta là câu d chính xác nhiều bạn á, sẽ bảo thưa thầy MN mà phải nó phải hình bình hành nhưng mà không, các em vẽ hình ra, em sẽ thấy người ta đọc thứ tự hình như nó đã sai. Phải không? A đúng. Đây nhá, bảo toàn vectơ bằng nhau nhá, A đúng. B đúng, bảo toàn độ dài đoạn thẳng nhá, nó đúng luôn. Được chưa? Ờ, chỉ B đây này là sai. Các em vẽ ra, em vẽ ra em sẽ thấy là MN nó đọc chỉ cần lộn cái thứ tự. Cái này hay lắm. Nhiều bạn vẫn còn vẽ thử sẽ thấy, được chưa? Vẽ thử sẽ thấy vẽ ra nhé rồi chụp câu này thôi thầy, thầy, quyết định câu này thầy không vẽ đâu trình tự là viết rồi đây vẽ là thấy rồi chỉ có d sai thôi nó bị sai bắt đầu đông quá nó nó lát rồi này hơi hơi lát câu uh, tiếp theo câu số 3 cho hình bình hành abcd phép tịnh tiến theo vectơ da biến cái gì thành cái gì bây giờ uh, bài này thì thầy sẽ vẽ cho xem nào a b c d tịnh tiến theo vectơ da tức là theo vectơ này đấy thầy vẽ ra rồi thì biến cái gì thành cái gì được chưa biến cái gì thành cái gì rồi chúng ta cùng trả lời nhé có sợ thầy thầy không thấy bị lác nhỉ chắc là nhiều bạn cùng cùng có em một lúc quá hơi lác một tí được chưa rồi các em trả lời đi em trả lời đi, nào chúng ta chọn đáp án nào nhanh chóng các em nhìn lên bảng các em sẽ thấy à, B thành C ơ ừ, ngược cái chứ, đúng không cái này thật không, cái này sai tét. C thành A, ôi rồi vớ vẩn C thành B ô cái này đúng cái này, à đấy vì vector DA bằng vector CB, cái này nhìn một phát là thấy luôn thôi, mình cũng không uh, rảnh háng, mình làm các cái câu khác nữa mình đúng ở đâu thì mình dừng luôn ở đó nhá đó, thế là thôi là mình uh, xong luôn Thế nên tốt nhất là thôi là mình chọn C luôn, được chưa? Còn các cái khác thì thôi mình không cần. Được không? Được không? Thôi câu này thầy nghĩ em chọn C luôn vẽ cho vui mà. Được chưa? C, khoanh toàn C, chúc mừng các em đều đúng hết rồi. Xong, câu tiếp theo luôn. 4. Được ừ. chưa? Thầy hướng dẫn thế này vẫn là rất là từ từ cẩn thận đấy nhá, không có gì là nhanh đâu. Thế nên là mọi người cố gắng theo dõi để ý vào. Câu 4. Ừ. Nào, câu 4 nào. Trong mặt phẳng OC ở mà trong mặt phẳng OXY cho vectơ V âm 1 2 điểm M 2 1, ảnh M phẩy của M qua tịnh tiến đến vectơ V thì câu này cơ bản. Nhanh mấy giây? 3 giây thôi nhá. Có khi trên 3 giây đâu. Đúng không? 3 giây nhá. Được chưa? Um, M phẩy thì bằng M cộng gì ấy nhỉ? V. Nhớ được luôn thế này là ok nhá nhiều khi mà thầy thấy, thấy em nhớ ở lớp em cứ cái gì x phải và cái gì x cộng a y phải y cộng b theo thầy ấy, em em đừng có nhớ mấy cái mà dài quá em nên nhớ ngay từ cái biểu thức nhớ ngay từ cái biểu thức vector cái chỗ biểu thức tọa tức là nhớ cái nguồn gốc của nó nó tốt hơn từ cái chỗ mà biểu thức định nghĩa ấy sau đó em em mô phỏng ra giống thầy như thế này này được chưa không cần trình về đâu nhiều khi mà thầy bảo này nếu bạn nào mà phải trình bày tự luận thì các em sẽ làm từ từ thì 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 em sẽ nhìn vào lời giải chi tiết ở dưới thầy đã chuẩn bị cho em rồi còn ở những chỗ này thầy chỉ cần kem là nhẩm là nháp ra một tí phản xạ nhanh luôn 3 giây để cho nó ok luôn hiểu không đó thì chỉ cần viết như thế này thôi là đủ hiểu rồi đúng không đó thì mày rồi thế thì có nghĩa là rất là đơn giản là em chỉ cần cộng vào thôi cộng vào em lấy mà phải cộng vào xong thế thì chúng ta có ngay kết quả đúng không nhỉ Đấy, em viết giống thầy cũng rồi lại, lại, trên cả 10 điểm ấy chứ. Đó. Kết quả của mình là 1 3, đáp án D. Được chưa nhỉ? Đáp án D chuẩn. Ok, được chưa? Rất ok, được chưa? D, rất nhiều bạn trả lời D, chúc mừng. Được chưa? Quá nhảy xem lại nhiều bạn học giỏi thế nhỉ? Đấy. Được chưa? Đây là chưa đến cái câu nguy hiểm thôi. Câu hỏi tiếp theo, rồi thầy chúc mừng các em nhé à, uh, vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành câu 4 dòng 5. Vẫn là trong mặt phẳng oxy cho vector V21 A45. Nghe kỹ nhá. Hỏi A là ảnh của điểm nào qua tịnh tiến với vector V. Hỏi A là ảnh của điểm nào nó nghe kỹ chưa? A là ảnh của điểm nào Nghe cho nó kỹ. <laughs> chuẩn bị lại cộng lại này. Nó chuẩn bị 6, 66 à? <laughs> Được chưa? Là chọn cái gì đấy, được chưa? Có ai chọn 66 không? <laughs> được chưa? Có ai có ai tiếp tục chọn D không? Có ai chọn 66 không? Chết rồi, câu này bắt đầu là có một số uh, các bạn là nhầm rồi này. À nhưng mà nhầm rất ít, hầu như đều không bị mắc lừa. Chết rồi, vẫn có người D này. <laughs> Ui lại còn bốn chữ D thế này là chết rồi, mắc lừa rồi. <laughs> Thầy ơi, b b b b b d d b d d b b b d d d, 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 d. ủa dồi, nhìn là biết rồi đấy chỉ cần một câu đơn giản này thôi là bắt đầu là bị lừa rồi a là ảnh của điểm nào tức là người ta hỏi cái tạo ảnh ban đầu người ta hỏi cái vật cái gốc ban đầu ấy hiểu không chứ người ta có hỏi ảnh đâu mà cộng vào phải trừ chứ lúc này là người ta đang hỏi ảnh của điểm nào tức là a nó là ảnh rồi bây giờ có đi cộng vào rồi ôi chả hiểu gì cả rồi chả hiểu gì cả nhìn nó biết rồi chả hiểu gì cả rồi nhiều bạn trả lời B là đúng rồi Thầy nhắc lại nhá Cái ban đầu người ta gọi là tạo ảnh Cái cái phẩy đằng sau người ta ký thêm phẩy vào ấy Nó ký đầu mày ấy Người ta gọi là ảnh Bây giờ nó cho ảnh rồi Mình có đi cộng ha, 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 Trời ơi ha, ha, ha. Trừ Rồi ơi sao đi cộng Trừ Đây trừ Như vậy chúng ta sẽ có 4 trừ 2 còn 2 5 trừ 1 còn 4 Cái phép tính này là bây giờ là Cháu thầy giờ lên lớp 1 là nó bắt đầu nó làm được rồi Được chưa Đáp án B B được chưa? Cấm D nhá. Đọc đề cho nó kỹ vào, khổ quá. Dễ à? Không có gì tên là dễ ở đây cả. Được chưa? Dễ à? Không sao thôi, thầy chỉ nói thế thôi, thầy nhắc cho cẩn thận thôi chứ những câu ý, câu này có cái gì mà đáng chửi đâu, được chưa? Không sao, rút, rút kinh nghiệm nha, được chưa? 6 nha, được chưa? 6 nha. sáu nha. Vẫn là trong mặt phẳng oxy M02 M.33. Biết tịnh tiến theo V biến m m phẩy biến m thì m phẩy v là bao nhiêu à cái này có rất quen quen ấy nhỉ nhảy như là vẫn xưa rồi đây này câu này làm nhanh này à như vậy là người ta chơi trò đó là uh, uh, gọi là uh, chơi trò tay ba <laughs> theo kiểu là uh, cho hai thì tìm được một đố anh bắt được em ấy. À, kiểu ý <laughs> như vậy muốn tìm v dễ thôi lấy mơ phẩy trừ mơ được chưa thì cũng rất là đơn giản thôi cái câu này nhanh chóng đã chọn đáp án c ba một chính xác rất nhiều bạn trả lời đúng C chọn toàn C được chưa chọn toàn C chính xác chúc mừng các em chúc mừng Xin chúc mừng được chưa Xin chúc mừng đúng rồi giỏi lắm bài ô chết 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 Bấm coi như là kem đừng coi coi như là kem không nhìn thấy gì nhé được chưa <laughs> coi như là kem không nhìn thấy gì nhé <laughs> coi như là kem không nhìn thấy gì nhé <laughs> Trong mặt phẳng oxy nếu phép tịnh tiến biến A thành A phẩy thì nó biến B thành nào A32 thành A phẩy 23 hỏi B25 thì thành B phẩy là bao nhiêu xin mời nào xin mời được chưa xin mời xin mời xin mời chưa xin mời này xin mời thầy bảo này theo thầy ý, hay là mình chọn đáp án A đi Thầy thấy có một cái quy luật logic ở đây hay lắm 32 À cái này 23 à, Cái này vui nhỉ Hay là 25 Bây giờ mình chọn 52 đi Được không? Được không? Hay là mình chọn A đi Được không? Có ai comment A không? Để xem nào có ai comment A không? Được chưa? Có ai comment A không nhỉ? Được chưa? Thế sẽ hình như là thầy phát hiện ra là Không ai bị mắc lừa hay sao? Mình đã cố gắng Mình gài rất nhiều bẫy vào đây rồi Thế mà học sinh Đây công nhận học sinh của mình Nhiều người giỏi thật các em chọn toàn B <laughs> B ừ, giỏi lắm Đây là người ta lừa em đấy Không, thực ra là thầy lừa đấy Không, không, không chơi cái trò ý đâu nhé Để chơi cái trò trò, trò, trò hoán đổi vị trí nó không ổn rồi Chúng ta có rất nhiều cách giải Từ A biến thành A phẩy Thì các em có thể lấy A phẩy A Em có thể ra được vector V Sau đó em lấy B em cộng vector V Thì em cũng sẽ ra được B phẩy Có cách thứ hai thì em sử dụng tính chất đó là Vector AB À, à vector A, A, phẩy Và vector B, B phẩy Như nhau đơn giản được chưa em có thể sử dụng tính chất đó là vector a a phẩy bằng vector thuộc mình viết làm gì ấy nhỉ tính nữa đằng nào lời giải mình chả có rồi mình viết làm gì cho nó mỏi tay rồi nói bằng lời cho nó nhanh thế thì vector a phẩy kiểu gì bằng vector b b phẩy như vậy em sử dụng tính chất đó thì em sẽ thu được đó đã đáp án b đúng rồi một sáu chọn toàn b chính xác chúc mừng các em <laughs> thầy ơi thầy lừa như nào được em rồi giỏi rồi, rồi được chưa rồi nhất chị rồi Giờ nhất anh rồi, nhất chị rồi. Thầy ơi, em khôn lắm. Thầy cho thầy cho kẹo may ra em lấy. <laughs> được chưa? Rồi em là nhất rồi. Rồi ok, ok, giỏi lắm. Ừ. em là nhất rồi. Của nhà em tắt. Câu hỏi tiếp theo, câu 8. Rồi, của nhà em tắt. Rồi. Câu, bây giờ từ câu này trở đi tôi đố các em trả lời nhanh được đấy. <laughs> bây giờ từ câu này trở đi tôi đố em trả lời nhanh được đấy. Câu này giờ lý thuyết này thì đố em trả lời nhanh được đấy. Được chưa? Bây giờ xem đi mà xem Có một đường thẳng tên là con đê đầu làng Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến con đê ấy thành chính ló <laughs> Kiểu gì sắp tới thi cũng gặp mấy câu này Rồi lại nhòm bài bạn Mà cái đứa bên cạnh làm cũng toàn sai <laughs> Không có phép nào Có một phép duy nhất Chỉ có hai phép Hay là vô số phép <laughs> Đố Có mà đố Ở trên Đúng. Không nhiều bạn trả lời được đúng đâu, kiểu gì lại cãi nhau đáp án này, lại B này, D này, B này, D này, đấy nhìn là biết rồi Được chưa? Lại cãi nhau này. <laughs> có bao nhiêu phép các em? Con này có bao nhiêu phép? Được chưa? Lại cãi nhau này. lại <laughs> lại cãi nhau này. Câu không quá dễ đâu, những câu lý thuyết không quá dễ đâu, đừng tưởng dễ. Hết mấy câu kia rồi. Người B, người D. Ô trên YouTube này trả lời nhanh nhỉ? Trả lời nhanh như ăn cướp ấy, sợ thật. Thầy phát hiện ra là đọc không kịp. Đấy chưa? Đấy chưa không thể nào mà kịp để đọc comment của các em. Chưa? Các em có thể chậm hơn một tí được không? C các em có thể sống chậm lại một tí được không cho thầy đọc? Ấy. Nhanh quá rồi, nhanh quá nó cũng không tốt đâu. Cẩn thận nhé. Các em có thể từ từ hơn một tí được không? Nào để xem nào. Các Em biết là một cái đường thẳng mà qua tịnh tiến ấy, thì cái d phẩy ấy nó sẽ song song hoặc trùng đúng không? Nó sẽ song trùng ấy, song song hoặc trùng. Thế bây giờ biến thành chính nó có nghĩa là rơi vào trường hợp trùng. Có đúng là biến d mình đê, đê phải, đê phải biến đê thành trường hợp trùng đúng không đó chứ có mấy trường hợp mà biến thành nói là trùng nó biến thành trùng nó cái trường hợp đó là một cái trường hợp thỏa mãn đó là um, vector v của em vector v của em ấy là một cái vector mà nó cùng phương tức là nó là một cái vector chỉ phương của đường thẳng d bình thường ấy thì cái vector v ấy, nó sẽ không cùng phương với d nhưng mà nếu trong trường hợp đặc biệt là cái v này nó lại nằm theo kiểu ven đường ấy nó 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 kiểu song song hoặc là kiểu chính xác là vector chỉ phương ấy thì nó sẽ biến con đường ấy vẫn thành con đường ấy đúng không? đó nhưng còn trường hợp nào khác nữa không? còn trường hợp nào khác nữa không? được chưa? đây này đấy mà em lại biết là cái vector v của em ấy thì nó lại có vô số vector miễn chỉ cần vector vector v là vector chỉ phương thì thì lại có vô số vector chỉ phương ở đấy đáp án cần chọn là d được chưa? Có vô số phép chết rồi Sai hết cả rồi Thầy nhìn vào đây là thầy thấy sai hết cả rồi Đấy thấy chưa? Thấy chưa là thấy chưa sai hết cả rồi Cái vector chỉ phương nhưng mà nó lại có nhiều vector chỉ phương lắm Một đường thẳng nó có vô số vector chỉ phương Đâu phải là có một vector chỉ phương đâu Đúng không? Đó Chết chưa? Chết chưa? Sai chưa? Sai chết chưa? Sai chưa? Sợi không? Được chưa? Đáp án D Vô số phép xong. Nhớ chưa? Được chưa? Câu hỏi tiếp theo. Khổ quá, tôi đã bảo là có nhiều vectơ chỉ phương mà, nhớ chưa? Để ý vào. D. Dù sao vẫn có nhiều bạn trả lời đúng đấy chứ không phải là là, là 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 ít đâu, yên tâm. Thầy nhắc lại nhá, đây này có cần phải vẽ hình không? Cái này vẽ cho vui nhá. Đây là D này. Đây này, bình thường là các cái vectơ V thì nó hay có cái hướng không cùng phương ấy thì nó sẽ nó sẽ ra một cái anh d phẩy kiểu như này nhưng mà nếu mà cái vectơ chỉ phương mà nó lại như nó có cái hướng là cái phương mà nó song song với mình ấy thì mọi điểm trên này sau khi chỉ phương xong thì nó lại vẫn nằm ở trên con đường này cái con đường này nó vẫn là mình mà hiểu 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 không đấy nó nó kiểu thế mà vector các em lại đang nghĩ theo kiểu là chỉ có một vector các em lại đang nghĩ là chỉ có một vectơ là không phải được chưa nó lại có vô số vectơ đó Rồi tiếp tục nha Rồi tiếp tục bình tĩnh nha đó, cứ bình tĩnh nha Đây cho hai đường thẳng cắt nhau d và d phẩy có bao nhiêu phép tịnh tiến và biến d thành d phẩy tiếp tục ở lớp chưa chắc đã có nhiều câu hỏi hay giống như của thầy được chưa trả lời nha được chưa trả lời nhá bình tĩnh nha hết sức bình tĩnh bình tĩnh nha nhanh như chớp à trả lời nhanh như ăn cướp thầy ơi a à, ô sao lại có cả b cả d ở đây này nhiều lắm bình tĩnh nhá xác định người A, người B, người D này Chết rồi, cô này bắt đầu cãi nhau rồi Sợ quá, tôi, tôi bắt đầu thấy có sự phân hóa rồi nhé Nhưng mà A chiếm đa số Chính xác câu trả lời A à, Các bạn biết thừa là những cái người mà trả lời là B, B, D Các thứ là coi chừng là học lý thuyết là hơi có vấn đề Đường thẳng vừa nói là biến thành nhau Thì nó chỉ có thể là song trùng Thế lại chơi lại còn cắt nhau Biến kiểu gì mà ra cắt nhau Nó có cái cho ý Đúng không? đáp án A làm gì có cái trò gọi là 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 là, 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 là cắt nhau được chưa? Những cái người bạn bạn nào mà trả lời B với D là coi chừng như chết được ăn theo rồi ăn theo rồi vừa vẽ xong khổ khổ quá cả tôi vừa vẽ xong được chưa? A à, A à, khổ quá cơ được chưa? Bạn nào trả lời B với D là xin vĩnh biệt cụ rồi được chưa? Câu số một chục cho hai đường thẳng song song d và d phẩy có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đây thành d phẩy đấy đấy sắp hết tịnh tiến rồi đấy bình tĩnh nhá <laughs> bình tĩnh nhá đấy yeah. cố gắng lên nào bắt đầu ừ, song song là nghe là hợp lý đấy nhỉ song song là đúng rồi thế thì bình thường là nó vẫn biến song song nhỉ thì chỉ cần có một cái vector vector v của em ấy mà nó có uh, chỉ cần có vector v đúng không có vector mà nó không cùng phương với mình là biến thành mình rồi thế thì có nhiều vector v như thế đúng không nhỉ có nhiều vector v như thế thế thì chúng ta lại trả lời là đáp án gì đó đáp án d vô số phép ừ. d đây thầy cũng lại chúc mừng nhé nhiều bạn trả lời d là đúng rồi đấy d vô số phép <laughs> rất nhiều các cái vector v thầy vừa vẽ cho em được chưa nhỉ không nếu mà chỉ cần nó không cùng phương ấy. đó thế là nó song song thôi 11 Ôi câu này vui này Câu này đọc như kiểu đại số <laughs> Trong mặt phẳng tọa độ oxy Cho đồ thị thèm số y bằng sin x Thầy ơi Sao lại có cả sin cốt ở đây Đại số nó chui vào đây từ bao giờ này Nó đi lạc vào đây này có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị sin này thành chính ló <laughs> Cái này hay đấy Cái này hay Nào lồng luôn cả đại số vào đây à thì cái này hay này được chưa em biết đồ thị sin rồi chứ đường hình sin học rồi nhỉ đồ thị lượn sóng ấy tuần hoàn tuần hoàn ấy. đấy chu kỳ 2 pi <laughs> nhắc đến sin cốt bắt đầu sợ <laughs> vật nảy mình được chưa đáp án cần chọn của chúng ta muốn biến cái đồ thị sin em biết là cái đồ thị sin này thì người ta chỉ cần vẽ trên một cái chu kỳ ví dụ như là từ 0 đến 2 pi sau đó người ta sẽ tịnh tiến uh, dần tịnh tiến sang trái sang phải. Nói chung là thế ví dụ như tịnh tiến thì nó sẽ kéo được ra các cái đường hình sin đó nó dài ra và tịnh tiến mỗi lần là à, 2 pi. Nếu mà em đọc ra vector cũng được thì vector là 2 pi không đúng không? cái kiểu như thế, tức là cái vector này nó sẽ nằm ngang à, song song với trục hoành. Đúng không? Đó, đấy cái kiểu như thế. Thế thì có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đồ thị này được thành chính nó? Thế thì thực ra ấy Nói 2P thì chỉ là một trường hợp thôi Thế bây giờ biến 2P thì nó kéo sang bên này Thế bây giờ biến trừ 2P thì nó sang bên này Rồi về sau nó lại 4P, 6P, 8P Chúng ta dùng các vector lớn hơn Đúng không? K2P Nó tuần hoàn với chu kỳ K2P với K nguyên Đó, như vậy là em có thể dùng vô số các cái vector K2P đó Để em có thể biến đồ thị sin hành chính nó Đấy, nó sẽ biến hành chính nó Như vậy thực ra là chúng ta sẽ có đó là À, vô số phép đó là có dạng là k hay pi à hay đấy có hiểu được không nhỉ đó vô số phép đáp án d d cũng uh, nói chung là cũng cũng rất nhiều bạn trả lời d là cũng ok rồi đấy chúc mừng các em nhé đó d 12 trong phẳng oxy biến uh, phép tịnh tiến biến vectơ u 46 um, biến đường thẳng a có phương trình x cộng y cộng 1 thành a phẩy bây giờ kem làm thế nào cho nó ra cho nó nhanh nhanh nhỉ <laughs> Chứ bây giờ mà kem mà ngồi mà làm mà từ từ thì chắc là thầy sợ hết giờ. Có cách nào mà làm ra nhanh nhanh được không? chưa có cái bài nào mà trả lời ra, có, có có làm được thế nào nhanh hơn tí được không? Bình thường nếu mà câu này trình bày uh, tự luận thì cũng phải gọi ghiếc các thứ rồi uh, phẩy phẩy các thể loại mệt phết ấy. Uhm, không dễ đâu làm thế nào mà nó phải nhanh nhanh một tí nhà Chứ nếu không là không kịp đâu đấy thật mà nếu mà tự luận thì không sao nhưng mà trách nghiệm mà làm mà, mà mà mà, chỉ cần nhãng một cái thôi là hết giờ được chưa hết giờ thế thì chúng ta thầy ơi thầy đưa đáp án là nhanh nhất ôi rồi thế thì còn nói làm gì được chưa à, bài này chúng ta sẽ sử dụng thực ra biến đường thẳng thành một đường thẳng ấy trong tịnh tiến thì chúng ta có ít nhất là hai cách các em có thể sử dụng cái phương pháp thứ nhất là các em dựng song song sau đó các em lấy một điểm trên đường thẳng này biến thành một điểm trên đường thẳng kia rồi em thay vào là xong cách thứ hai là em sử dụng phương pháp rút thế tổng quát mà thầy đã dạy các em rồi đấy các em có thể tra lại cái bài phép tịnh tiến rồi phép que thầy đã dạy ở trên youtube có đấy trên khóa học thì có đầy đủ hơn nữa cơ đó thì thầy đã dạy rất nhiều các cái phương pháp giải nhanh của cái tị tiến này rồi đó và chúng ta có cái phương pháp rất là tổng quát được chưa và chúng ta có cái phương pháp rất là nhanh như sau các em cùng để ý nhé đó nào, chúng ta sẽ làm theo phương pháp tổng quát thì Kem sẽ gọi cho thầy gọi MXY là một điểm thuộc trên đường thẳng A ban đầu đề cho. Khi tịnh tiến theo vectơ U thì M biến thành M phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy, cái này chắc chắn rồi. Cái ông M phẩy này chắc chắn phải đậu trên cái bác A phẩy. Thế bây giờ theo biểu thức tọa độ chúng ta học ấy thì x phẩy bằng x cộng A, y phẩy bằng y cộng B thì có phải là chỗ này Kem em thay 46 và đây là xong không? Đúng không? Các em viết viết biểu thức tọa độ ra thôi viết mỗi cái này thôi mà không viết được thì thôi đấy đó thì từ đây các em rút cho thầy x y ra thì chúng ta có x phải trừ bốn y phải trừ sáu sau khi có cái này xong thì bây giờ lơi nào có x y em em thế ngược trở lại vào ban đầu là xong đó cách cách này dễ nhất không cần phải biết cái đối tượng ban đầu là ai cũng không cần phải quan tâm là tí nữa dựng là song song hay là trùng hay là đường gì nó cũng đều làm được cách này nó sẽ tổng quát và đúng cho không cần phụ thuộc vào là đường gì đó đường thẳng đường tròn đường cong đường gãy, đường gì nó cũng làm được hết đó nó hay ở chỗ đó là kem sẽ làm được cái cách này giống của thầy này đó kem thế vào cái cách này rất hay thì chúng ta sẽ thế vào đây này đó thay đúng bài gài đúng kiểu kem sẽ thu được rất nhanh à x phẩy cộng y phẩy trừ à đấy hay chưa thì theo thầy mà nếu mà làm trắc nghiệm thì có khi là kem nên thống nhất làm theo một cách nào đó thôi thì kem làm cách này cho thầy này đó. Thì về sau cách này nó ok ở chỗ là phép gì nó cũng làm được. Chỉ cần bạn nhớ được biểu thức tọa độ là ok. À đó, nó hay không? Đúng không? Nó hay lắm. Đó. Như vậy, chúng ta chọn cho thầy đáp án B. Đuôi là trừ 9. Các em bỏ phải đi nhé. Đó. Thế là xong. Đáp án B. Rất là hay. Đáp án B. Cái này hiểu không? Đó. Hiểu hôn. chưa? Cố gắng lên nhé. Tiếp tục. Chúng ta sẽ làm cho thầy câu 13 câu này vui này nào uh, tịnh tiến theo vectơ u vectơ này là 01 một đường thẳng d của em người ta cho ở dạng đó là um, phương trình tham số bây giờ hãy cho thấy viết ảnh của nó d phải có tọa độ như thế nào <laughs> người ta lại ở viết ở một cái dạng khác sợ không sợ quá <laughs> đúng không đang cái dạng này tự nhiên viết thành cái dạng này là cho mình tự nhiên thấy khó đúng không có làm được không có thấy khó không bây giờ có nhiều cách lắm cách thứ nhất thì thôi tốt nhất là bây giờ mình biến cái anh chàng tham số này này mình biến thành phương trình tổng quát đi để cho nó cùng dạng với mình chứ bây giờ là anh một kiểu em một kiểu thế này thì thôi thì, thì, thì chúng ta không thuộc về nhau thì thôi chịu thế thì bây giờ chúng ta sẽ chơi cái trò là nhưng bây giờ làm như thế nào để viết được phương trình này quay về <laughs> lại quên kiến thức không nhớ đúng không dễ thôi được chưa có nhiều cách lắm À, thế bảo này hoặc là cách thứ hai là em cứ để nguyên cái ông này đi sau đó em làm xong tí nữa em đưa về dạng này thì nó đều ok thế bây giờ uh, biến đổi kiểu gì cũng được nhé thì cho kia em cứ comment đáp án đi xong rồi thầy sẽ uh, hướng dẫn cách giải cho đây nhá theo cách giải thầy đã nói cách giải tổng quát thì mình vẫn sẽ trình bày như thế này chuẩn rồi lấy một điểm ra tịnh tiến thì thành m phẩy theo tính chất thì x phẩy bằng x cộng không y phải bằng y cộng 1 thì các em rút à bây bây giờ các em thế cái xy này vào đây nó cũng không 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 muộn đâu bài này nó vui ở chỗ là khi em viết được như thế này này thì em 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 lại chơi cái trò đó lại bây giờ em em lại thay cái xy này thay vào đây đấy lại chơi cái trò này thì chúng ta sẽ có là một cộng hai t và y uh, phải của chúng ta là trừ t các em thay vào xem đúng không đã đó mình thay vào như thế sau đó mình thay hai vào một bây giờ nhá muốn ra được cái phương trình liên hệ giữa x và y nó dễ thôi rất đơn giản ở chỗ là em chỉ cần thế lẫn nhau hai người này vào thì chúng ta sẽ chỉ còn có một phương trình tức là chúng ta khử tham số t hiểu không chơi cái trò này là chơi khử tham số t à được không như vậy cái y phẩy trừ t này rút vào đây thì có phải là x phẩy là bằng là một trừ hai y phẩy không à đó hiểu rồi nhé và từ đó kem 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 lật cánh kem chuyển cái ông này sang đây thì chúng ta có x cộng hai y trừ một đấy bằng không là xong. Đây, đây cũng là một cách rất hay. thì đây là một cách, ta cứ giữ nguyên cái dạng này đi. sau khi viết được biểu thức thì ta sẽ khử tham số. hoặc là kem có thể khử luôn tham số từ đầu, rồi đưa phương trình về cái kiểu dạng này. thế thì kem muốn khử tham số từ đầu thì kem sẽ có thể là kem sẽ rút một trong hai ẩn này từ đây kem thế vào nó cũng ra như nhau thôi. hiểu không? à đấy, đây nói thế nó hiểu rồi gì, đấy, đấy, đấy ok ok. chọn a, chọn a cho thầy. giỏi lắm. Ừ thầy ơi chọn toàn c không đưa câu này chọn toàn c là chơi chết rồi vỡ mồm rồi câu này chọn c là chết luôn đấy còn gì nữa không đưa câu này chọn c là chết không ổn không ổn ít ra là phải loại trừ được chứ ngốc quá cái này nếu cái cái hai trừ một em biết là 2 trừ một ở chỗ này nó là vectơ chỉ phương đúng không hai trừ một nó là vectơ chỉ phương của đường thẳng thế bây giờ trong cái phương trình tổng quát này thì chúng ta phải đọc ra cái vectơ pháp tuyến Thế thì bây giờ hai cái người này song song với nhau thì nhận cùng pháp tuyến thì 2 trừ 1 thì mình phải đổi thành 1 2 chứ, đúng không? Ngày xưa học đổi rồi. Mà 1 2 thì sẽ, sẽ lại chọn toàn xe. Rồi Rồi ăn cái gì ngốc quá. Rồi Hiểu chưa? Đang đổi thành phương trình tổng quát và đổi thành pháp tuyến thì cũng ít dạ phải đổi thành 1 2 chứ sẽ đổi thành 2 1. Rồi. Hiểu chưa? Thế là sai đấy con. Hiểu chưa? Câu này nói thế là nó hiểu rồi nhá. Đây cũng thầy cho thêm gọi là nâng mức độ lên này. À cho nó khác đi một tí để xem nó có trả lời được không. Hiểu rồi nhá, cứ về nhà xem lại bài của thầy là, là ra hết. Ồ cái này vui này. A thành a phẩy qua tịnh tiến thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó. Ai ở chả, chả bắt đầu nghe nhiều bạn bắt đầu thấy nó khó hơn, có thấy nó sợ sợn không? A thành a phẩy rồi, à, cứ không không khó không khó, được chưa? Suy nghĩ xem nào, nào một phút suy nghĩ xem nào. Nào thử suy nghĩ xem nào xem có ra gì không nào bình tĩnh nào Nào cứ bình tĩnh mà trả lời Bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng yên tâm Không phải lo thầy vẫn còn ở đây <laughs> Thầy không chị chưa chạy mất đâu đừng lo <laughs> Nếu tịnh tiến biến A A1 thành 2 trừ 1 B Như vậy là qua đây là mình biết được cái vector V rồi này Vector V của mình Thì chính là vector A phải ừ, không biết vector giờ biến thành nào gì đó em biết là biến một đường thẳng thành chính nói thì cái vector cái vector v sẽ là vector chỉ phương của đường thẳng đúng không giờ em tính a phải ra là em có ngay đây từ tí nữa em xem vector đường thẳng nào nhận a phải là vector chỉ phương là thành chính minh như đúng không ừ. a phải cho ta tính ra được là một một thế thì đường thẳng nào có chỉ phương một một Cẩn thận, nhiều bạn khoanh A là kem sai đấy. Đáp án là B, tại vì cái tại vì cái 11 này kem cẩn thận, nhiều bạn chọn 11 một một, nhưng 11 một một này là pháp tuyến mất rồi. 11 một một là pháp tuyến. À, như vậy là nếu như mà muốn biến thành cái chỉ phương ấy thì đáp án phải là B. 1 1. Được chưa nhỉ? 11 1 1 cũng được hoặc là 1 một 1 một cũng được. Ừ, đều ok. B còn cái hệ số đằng sau này không quan trọng đâu Người ta cho như thế này để lừa các em thôi Mọi người hiểu không? Có hiểu được câu này không đã? Câu này nó không khó đâu Nào, ta hiểu được rồi chứ B đấy B, thầy ơi em học trên lớp mà không biết làm bài tập rồi <laughs> Bình tĩnh nha Bình tĩnh nha Thầy ơi, em lớp 6 chơi game dễ quá em mà em à em lớp 6 mà em thấy game dễ quá em lớp 6 mà cũng suýt hiểu luôn thầy ạ à. đấy thấy chưa <laughs> coi chừng nhé ok thầy thầy chúc mừng rồi rồi ok cảm ơn em rồi. trên youtube đấy vào xem đi rồi chúc mừng nhá ô số bây giờ nhiều bạn vào xem đấy nhỉ bây giờ 500 bạn được cơ đông phết nhỉ sao mình cứ tưởng là đi chơi đi ngủ hết cả rồi chưa ngủ à kem chưa ngủ à <laughs> chưa chưa ngủ hả Để chưa hay ở ờ, Vẫn học à? Ờ thế tốt đấy ừ. 500 bạn học là không ít đâu trên Youtube là không ít đâu Ờ, thầy nói thế nó hiểu cái gì? Thấy chưa? Đấy thầy nói câu hiểu luôn, lớp 6 nó hiểu mà mình mà không hiểu được à, coi chừng người ta bảo mình không bằng trẻ con lớp 6 đấy Thấy chưa? Thấy chưa? Không, thầy nói đùa thôi, cái gì nào Nào Câu 14 đã đi qua, bây giờ chúng ta đến với Câu 15 trong phẳng oxy hai đường thẳng song song A và A phải lần lượt có phương trình như trên phép tị đến vectơ nào đã biến A thành A phải À. à rồi. là chúng ta quan sát hai đường thẳng A và A phải chúng ta nhận ra 3 2 3 2 à A và A phải đấy đúng là song song rồi. Thế vectơ nào mà biến A thành A phải vậy? Thì em nhớ là theo đúng lý thuyết thì vectơ phải là không cùng phương. Không cùng phương đúng không? Không cùng phương. Thế thì cái anh chàng 3 2 nếu mà từ um, từ à, xem đã nếu mà vector chỉ phương của anh chàng này thì nó sẽ là 23 thế bây giờ chúng ta lé lé né cái ông 23 ra lé cái ông 23 Được chơi nhỉ Thế thì cái 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 nào là 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 biến A đến A phải chỉ cần không cùng phương là được, được mà không cùng phương các em suy nghĩ nhá suy nghĩ nhá biến A thành A phải, đấy 3 chữ 2 3 chữ 2, như vậy là chỉ phương tương ứng của nó là 23 đúng nhỉ, đó sẽ chọn đáp án nào nào ơ sao nhiều, nhiều thế nhỉ cái câu này chọn cái gì ấy nhỉ câu này mình chọn cái gì ấy nhỉ biến A thành A phải ơ mình chọn cái câu này mình chọn cái gì ấy nhỉ mình quên rồi này các em, các em chọn cái gì ấy nhỉ à, nhưng mà lại phải chuẩn là cái chỗ này nó phải ra đúng cái đường thẳng này cơ mỗi một vector không thôi thì không đảm bảo tại vì cái tính sử dụng vector ấy thì nó chỉ đảm bảo là người này nó ra được người kia song song thôi bây giờ muốn ra chuẩn được là ông lào mà tức là cái vector lào mà biến được ông này thành ông kia thì em phải lấy một điểm nào đó để em thử làm mồi thế bây giờ có khi là em chọn nó thành một điểm nào đó trên này làm mồi để chọn không không đi tại vì bãi trừ hai y mà chúng ta chọn cặp không không đơn giản nhất chọn là tùy ý chúng ta mà nhiều bạn có thể thấy ơi chọn bừa ư ừ, đúng là trong trường hợp này là không phải là bừa mà là chọn chọn tùy ý nhưng mà nó thỏa mãn là được chọn không không ấy mà làm cho nó dễ không không mà tí nữa bây giờ mà mình mình cộng với cái cái lũ này làm thế nào mà mình ra mà thỏa mãn mình thay vào đây là mình thấy ok là mình được chứ không, cái vector thì ở đây là nhiều vector nó thỏa mãn lắm tránh mặt được vector chưa xong đâu như vậy chúng ta để ý em chọn cho thầy không không đi đơn giản nhất còn chọn cái khác cũng được nhưng mà nó xấu Thế thì khi mà em chọn một cái điểm 00 ấy thì em tịnh tiến một cái là em 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 cộng với một cái vector nào đó. Đây này, đó. Em cộng với một cái vector nào đó thì em sẽ uh, thấy thỏa mãn thì em thấy là cái vector -1 -1 là thỏa mãn. Vì 00 thì cộng vào thì nó ra -1 -1 luôn. À như vậy là mình thay vào đây, à như vậy như vậy là mình thấy đúng. Chỉ có -1 -1 thì thì là nó thỏa mãn thôi. Đáp án là A chỗ này thì các em cũng phải tinh mắt nhìn nhanh một chút nhé rất nhiều bạn trả lời a Ui giỏi thế, cô cứ tưởng là không trả lời được cơ, cứ tưởng không trả lời được, không những câu này nhẩm một cái là ra luôn, không cần phải nhiều khi những câu này không có không có quá thủ thuật bùa phép gì đâu, không em nhẩm được ra luôn em nghĩ được như thế này thôi là nhanh lắm rồi và em học được theo cái cách tổng quát lúc nãy thầy dạy đấy là cách nhanh nhất rồi ngoài ra không có cái cách nào mà ngồi không một phát mà ăn mà bấm một phát ăn được điểm luôn đâu không có chuyện gì đâu, không chuyện gì đâu chưa không làm gì mà đòi có ăn là coi chừng đi hỏi thầy huấn được chưa coi chừng nhé, không có chuyện gì đâu không có mùa xuân ấy đâu coi chừng được chưa cái hình này mà đòi ăn luôn cũng phải vừa phải thôi được chưa không có chuyện gì đâu nào thầy ơi tí nữa hát bài năm ấy của đức phúc đi thầy ôi nhiều bài nhỉ năm ấy không biết con mình còn nhớ để hát được không hát bài năm ấy của đức phúc ờ, lần trước thầy có hát bài năm ấy lần nào chưa nhỉ không nhớ nữa rồi nhiều bài quá Thôi tí nữa còn thời gian thì sẽ áp tặng cho nhá yeah. 16 Còn bao nhiêu câu hỏi đang chờ đợi thế này thấy đã phải dày công nghiên cứu Rất nhiều các câu hỏi hay này Chưa chắc em đã tìm được ở đâu đâu yeah. Ui cái câu này hay này A và A phải song song với nhau Câu này bắt đầu nâng hơn này Tịnh tiến theo vector U Biến A này A phải độ dài bé nhất U bao nhiêu Đọc đề kỹ không? Đọc đề đi đã đọc đọc cho kỹ đi được chưa đọc cho kỹ rồi trả lời cho thầy d a, -A biến thành a phẩy theo một vectơ u vectơ u có độ dài ngắn nhất là bao nhiêu hí được nghĩ được không được chưa sao lại khác gì nhau đâu mà khác gì nhau vớ vẩn không dễ đâu vớ vẩn được chưa, đáp án gì ấy nhỉ không dễ đâu cứ bình tĩnh về lĩnh phần thưởng được chưa dễ đâu mà dễ vớ vẩn nào em biết là một cái đường thẳng trên nhá sau song với đường thẳng dưới nếu bây giờ mà uh, tịnh tiến biến thành a thành a phẩy thì theo một cái vector v mà muốn ngắn nhất ấy thì chỉ có thể là cái đoạn vuông góc thôi chỉ có thể là cái đoạn vuông góc này là ngắn nhất trong mọi loại đường ấy đi đường vuông góc này là nó ngắn nhất đó rồi trong trong đường vuông góc với đường xiên ấy thì chỉ có cái 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 vuông góc ngắn nhất thôi thế thì độ dài ngắn nhất của nó nhìn vào đây ta sẽ tư duy được nó sẽ là khoảng cách tương ứng dây đường song song bây giờ đố nhắc lại nhớ được cái kiến thức mà tính khoảng cách dây đường song song Ôi không biết làm ha 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 không biết làm chết rồi có biết được khoảng cách dây đường song song không? được chưa chết rồi không nhớ này bạn nào trả lời thử cho thầy xem nào ừ, thầy biết rồi ừ, khoảng cách rồi nhiều bạn đưa ra nói khoảng cách rồi tốt Thế bây giờ khoảng cách song song tính nào? Cái này nó cũng sẽ có nhiều cách Nó sẽ có nhiều cách um, Em có thể lấy một điểm nào đó trên đường thẳng này Rồi em tính đến đường thẳng kia cũng được Cách thứ hai nhé Em dùng luôn công thức giải nhanh của thầy trở <laughs> nó <Chờ đợi> nhanh <laughs> Thầy có một cái công thức này nhanh này Em có thể làm luôn cho thầy nhé Em có thể lấy một điểm cũng được Còn nếu không thì em làm theo công thức nhanh của thầy Đây Khoảng cách D giữa A và A phẩy các em lấy trị tuyệt đối Em lấy hai cái hệ số tự do này em trừ cho nhau 5 em trừ cho thầy trừ 0 nhé 5 trừ 0 chia căn bậc 2 của A bình cộng B bình giúp thầy nhé Đó Thì các em ra rất là nhanh Em tính kiểu gì nó ra giống thầy thôi Nhưng mà thầy nhanh hơn <laughs> Ra 1 đấy Đó Ta vấn D giỏi lắm Bạn nó ra 1 là D này Thầy chúc mừng đấy ừ, Giỏi lắm ừ. Được, 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 được giỏi tóa rồi chúc mừng nhá giỏi tóa rồi giỏi nhờ rồi giỏi tóa chưa rồi nào có hiểu được công thức này không như vậy nó sẽ là trị tuyệt đối các em lấy c trừ c phẩy nhá chia căn bậc hai của a bình cộng b bình nhá tự ghi ở vở giúp thầy được không đó để thầy sang câu khác luôn được chưa được chưa hay không còn ngoài ra em có thể lấy một cái điểm khác trên đường thẳng này em tính đến đường thẳng kia ôi nhưng nó cũng thế thôi được chưa tính thử mà xem ôi nhiều bạn còn chả nhớ kiến thức lớp 10 không sao không sao em ạ à. khó quá thì bỏ qua đúng không <laughs> nhờ bỏ khó quá thì bỏ qua thầy có bắt khó làm đâu là 17 parabol um, b parabol y bằng x bình tịnh tiến theo vectơ u 2 trừ ba thì parabol b biến thành anh nào thì trong trường hợp mà người ta hỏi em các cái đồ thị khác như parabol elip vân vân các cái thể loại khác thì tốt nhất các em sẽ sử dụng cái phương pháp tổng quát rút thế giống như thầy đã dạy các em các em thế trực tiếp vào là ra nhanh nhất chứ bây giờ mình biết được là cái parabol của mình là nó 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 song song hay trùng hay là nó có cái khỉ gió gì đâu được không thì các trường hợp khác nhé khi mà rơi vào trách nghiệm thì dùng phương pháp thay nhanh của thầy là xong như vậy nhanh chóng thì chúng ta sẽ có đây nhờ vào biểu thức tọa độ x phẩy bằng x cộng 2 y phẩy bằng y trừ 3 các em rút x y ra em thế vào cái kia kìa à thế vào thì em sẽ được y phẩy cộng ba bằng với x phẩy trừ hai bình phương em phá tung tóe hàng nội thức này ra rất là ok đơn giản em sẽ thu được x bình trừ bốn x cộng một và em chọn cho thầy đáp án b, b. chúc mừng các em nhé nhiều bạn trả lời đáp án b là rất giỏi ok à, thực ra là các em theo dõi bài rất là tốt đấy được chưa hello Mr. Chính, I'm from Argentina Trời ơi, có cả Argentina ở đây luôn hả? Trời ạ He hey, hey. cũng, mình cũng hello nhá Mình I'm from Việt Nam Việt Nam Rồi, bạn Nguyễn Tiên nào đây? Ơ sao quá nhà Argentina mà tên lại tiếng Việt à? Nguyễn Tiên nào đây? Ơ sao hay nhỉ? Nhiều người nước ngoài vào cũng học luôn hả? Chính ra nhé, nhiều người nước ngoài á, người ta học không khó bằng mình đâu, người ta học dễ lắm Được chưa? Bên mình toàn thiên tài toán học thôi Được chưa? bên ý người ta học toàn có cộng trừ nhân chia đơn giản với chu vi diện tích của với mấy cái hình dễ thôi mà toàn toán lớp 10 lớp 11 đấy còn bên mình nga à, ôi toàn thiên tài olympic ấy, giỏi quá được chưa ừ, 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 ừ. À, tịnh tiến đường tròn nhá ừ, cũng hoàn toàn tương tự thôi em có thể làm theo phương pháp đó là tịnh tiến cái tâm và giữ nguyên bán kính của đường tròn Tại vì khi định tiến nó bảo toàn. Cách thứ hai là em có dùng luôn cách của thầy cũng được. Có một cái điều hơi vui ở đây à, cái phương trình đường tròn chỗ này nghe nó hơi dài. Người ta lại viết ở hai dạng khác nhau, sợ nhờ. Thế thì có thể là các em sẽ phải đưa về cùng một dạng để làm cho nó dễ. Hoặc nếu không thì không sao. Các em tìm tâm bán kính bình thường cũng được. Thế thì thống nhất là em có thể tự tìm tâm nhé. Em lấy cái hệ số trừ 22 này em chia cho trừ 2 như vậy em sẽ được ở một âm một ừ. có nhiều cách lắm lấy hai cái hệ số của x y chia trừ hai đúng không như vậy là một âm um, um, một đây là tâm y đúng không bây giờ ta tịnh tiến theo vectơ v thì ta cộng vectơ v vào ta ra y phải cộng thêm hai vào là ba không thì anh chàng nào ba không thì ta ôm luôn ba không nhá à thì chỉ nghe giống đáp án c nhỉ à nhưng mà nhưng mà bán kính chúng ta tính ra bằng hai đúng không? Bán kính thì R bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C trừ trừ 2 là cộng 2. Các em cẩn thận nhé. Tức là căn 4 như vậy bằng 2. Thế thì đuôi của phương trình là R bình. Thế thì, thì, thì mình nghi về đáp án A. Đấy là các em tìm tâm bán kính bình thường. Còn nếu các em sử dụng cách tổng quát của thầy cũng được. Các em có thể sử dụng phương pháp x phẩy bằng x cộng 2 y phẩy bằng y cộng 1 kem em rút ra thì kem em thế vào đây thì <laughs> cũng ok thôi nhưng mà nếu mà các em chơi vào cái trò này thì thì trong trường hợp này nó hơi bị hàng đẳng thức một tí thì theo thầy chỗ này chắc là không là vấn đề với các em nhờ thế thì kem em sẽ dễ dàng rút ra được đó là x bình cộng y bình trừ 6x cộng 5 bằng 0 Thế thì nếu mà kem em nhóm ghép hàng đẳng thức lại Thì các em sẽ thu được ra bản A Nhưng mà tùy bài nhé Ở đây bạn nào tìm được tâm bán kính mà nhớ công thức bình, bình thường ấy thì mình cứ làm theo cách một bình thường còn đây là cách mở rộng thêm đáp án a chuẩn đấy từ tư duy một tí là ra a rồi đấy thầy làm cũng năm giây mà đấy chưa khó đâu mà khó đúng không đó bình tĩnh nha rất nhiều bạn trả lời a là đúng rồi còn nếu mà em thích chơi trò hàng đẳng thức nhá thì em cứ em cứ chơi cái trò này này thầy ơi em quên hàng đẳng thức rồi không sao không sao không sao như vậy các em bạn và thầy em thân mến hết tịnh tiến rồi rồi mệt quá Bây giờ thầy bảo này Chúng ta sang cái phép khác đi Nhưng mà Tại vì trong các phép quan trọng nhất ấy, Thì các em biết là phép gì không Thường là các em chỉ cần ôn kỹ cho thầy là ba phép thôi Là phép tịnh tiến Phép quay Và phép vị tự thôi ba cái phép này là chính Còn thầy nghe nói là đối xứng trục đối xứng tâm này như nó giảm tải hay sao Thầy xem là có phải học không Nếu không thì chúng ta đi sang phép quay phép vị tự luôn còn nếu không thì đối xứng trục, đối xứng tâm xem có được giảm tải được không thì có thể bỏ qua. Được không? Được không nhỉ? Đó. Thế nên là cái phần tịnh tiến là mình ôn kỹ một chút, phần quay và vị tự mình cũng sẽ ôn kỹ. Còn cái đối xứng trục, đối xứng tâm này hình như thầy nghe vào giảm tải mà giảm tải như không phải học thì phải nhỉ? <laughs> Sao có phải học không? Hay là hay là mình giảm tải nhỉ? Được chưa? Được chưa? Có phải giảm tải không nhỉ? Có, có phải học đối xứng tâm không nhỉ? Để xem nào. Để thầy đợi thầy một chút nhé. Để thầy 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 thầy, thầy lách qua cái cái này thực ra là trên khóa học thì thầy vẫn dạy một cách đầy đủ chi tiết cơ bản nâng cao bạn nào mà muốn học thêm cả nhiều bài mà còn nâng cao mà hay nữa thì em cứ lên trên khóa học là các em sẽ có đầy đủ nhé được chưa nghe thấy bảo là giảm tải sao thầy ơi cho em vẫn học à ôi dồi dồi dồi. Hồng rồi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi. Rồi. rồi thế này giảm tải mà vẫn học à thế này hỏng rồi Thế bây giờ mình học phần nào luôn nhỉ? À, nhưng mà bỏ mấy bài nhỉ? Dạ, thầy ơi, thầy cứ giảng cơ bản, sơ sơ thôi cũng được. Thực ra thì cái này đọc sách giáo khoa là nó cũng dễ hiểu rồi. Vì đối xứng trục này nó dễ lắm. Nếu đọc sách giáo khoa nó hiểu ấy. Thầy ơi, nãy giờ đúng được nhiều câu trong lớp em lắm, lớp 11 đấy. Coi chừng nhé. Được chưa? Giảm tải hết à? Xem là không sao, không sao. Không sao. Mình sẽ học sang mình sẽ học sang phép thế thì mình học sang phép quay luôn đi. Có sợ cái này khó nhỉ? Học đến phép à thế hỏi này nhưng mà phần phép quay và phép vị tự học đến chưa đã hay là nhớ lại chưa học đến thì nhiều bạn học tí nữa lại mắt chữ y mồm chữ o nó không hiểu đâu nhưng mà học đến chưa ấy vấn đề là học đến chưa ấy thôi học luôn phép quay cho nó nhanh rồi cái đối xứng trục đối xứng tâm này thì ở lớp thì đọc kiến thức nó đơn giản mà tại vì nó chỉ có thường là người ta cho đối xứng qua tâm ô Ôi, có mỗi cái đối xứng trục với đối xứng tâm có cái gì quá khó đâu. Đọc là cũng hiểu rồi. Với cả xem những cái hình nào có trục đối xứng với tâm đối xứng thì thầy nghĩ là kem bằng mắt thường lại nhìn ra rồi. Thì um, nếu như mà không phải học thì mình sẽ lệch qua. Mình sẽ phải bám vào đúng cái 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 nào ở lớp mà mình phần hai luôn. dồi rồi, đây rồi, đây rồi. Thầy ơi, phép vị tự chưa học thế thì phép quay chính xác quay đều quay đều quay đều các bạn và các em thân mến chúng ta cùng tiếp tục đến với phần 2 của phép biến hình các em nhé và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với uh, 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 phép quay được chưa nhỉ uh, phần đối xứng trục đối xứng tâm do tính chất giảm tải đọc sách giáo khoa nhé được chưa trang bao nhiêu không biết ấy? về nhà tự xem nhé Thế thì chúng ta đến luôn với vấn đề tư đúng chưa nhỉ v à, nhầm Vấn đề tư đó là phép quay Nhớ là phép quay và phép vị tự Nếu mà có thi học kỳ là vẫn thi nhá Nhớ chưa? Nên cứ học ôn bình thường không sao cả Được chưa? Bình tĩnh Chịu khó ít nhất cũng phải học một buổi chứ Chẳng nhẽ Tại vì mình kể cả mình không học Nhưng mà các bạn khác nhỡ người ta vẫn cần học Thì nó vẫn phải học thôi Yên tâm Vẫn phải học Cố gắng lên Lần sau thầy sẽ dạy luôn sang tất cả sang chương mới Yên tâm, hình không ra lần sau sẽ có Đừng lo, yên tâm <laughs> Quay đều, quay đều, quay đều Các bạn và các em thân mến Chúng ta bắt đầu đến với câu 1 Đấy hay chưa, thầy đã Thầy đã, thầy đã đoán được người như thế rồi nên Bắt đầu đây sẽ lại là câu 1 Được chưa Câu 1 Hết sức bình tĩnh vấn đề quay và vị tự là một cái gì đó nghe có vẻ là cũng khó hơn đấy lưu ý chúng ta lại bắt đầu thầy bảo này ơ, có có cần nghỉ giải lao không giữa hai phần có giữa hai phần có cần nghỉ giải lao không có sợ mệt không thấy thế nên thầy mới bảo là nếu học luôn được thì nó không sao à học luôn được thì nó liền luôn còn nếu mà bạn nào mà nhỡ mà nó mệt thì thì nghỉ giải lao hoặc là hay là đi ngủ cũng được từ đầu buổi đã nói rồi còn gì nữa đây thế có có sợ mệt không cũng có gì đâu mà mệt thầy đứng đây thầy vất vả nói bao nhiêu câu còn chưa mệt mình cứ ngồi xem thôi mà cũng mệt rồi lắm chuyện <laughs> sợ thật rồi mệt cái cục xít <laughs> mệt gì mà mệt có thầy mệt thôi mày mệt gì mà mệt vỡ vẩn rồi mệt cái gì được chưa không phần này không đòi hỏi quá nâng cao đâu thầy xin nhắc lại là cái phần uh, cũng nói với các em là cái cái tinh thần về cái 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 chương biến hình này rồi thì cũng nói là nó không phải đến mức gọi là quá quan trọng và cái mức độ cần ôn cũng không cần phải quá nâng cao trừ bạn nào mà nhỡ mà các em phải học thầy cô em mà hơi đánh đố mà cho ở ban nâng cao ấy mà cho bài khó quá thì bài khó ý là em phải hỏi thầy cô của em chứ thầy có biết đâu mà em hỏi thầy được chưa? Cái ý tưởng người ra đấy em phải hỏi thầy cô của em chứ. Ở đây thầy có dạy cả nước, có phải cả nước học nâng cao đâu, Học nâng cao quá thì mắc mệt chứ có cái gì đâu, được chưa? Yên tâm nếu mà thích học nhiều nâng cao thì vào khóa học của thầy nhé. Trong khóa của thầy có đầy đủ cơ bản cộng nâng cao. Vào tuyển C247 sẽ có nhé. Đây, thầy dạy được cô tuần có một hai buổi livestream thôi mày bắt thầy dạy hết tất cả các phần thế. Ô để để mà mai để thầy ngất à, được chưa? Thầy ngớt à được rồi. mà còn bao nhiêu lớp còn 10 11 12 được cơ đừng... mà ngớt à Gì mệt lắm được chưa ngớt được chưa em không ngớt nhưng mà thầy ngớt em không ngớt đôi, nhiều bài lắm ngớt uh, 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 uh. cứ bình tĩnh được chưa phần này thầy không yêu cầu là quá nâng cao đâu thầy cô nào cho cái phần này nâng cao quá là đánh đố học sinh à được chưa phần phần hình không gian nó quan trọng hơn phần này không cần nâng cao được chưa? chắc là chúng có khi chúng ta phải nghỉ giải lao tí đã không là mệt <cười> <cười> à, nghỉ giải lao chúng ta sẽ uh, hôm nay thầy sát tặng cho các em một bài nhé các bạn và các em thân mến hình như là lâu lắm rồi hình như mình không hát hò gì cả các em muốn thầy hát tại cái bài gì thầy sẽ hát cho nghe nhé. Ở trong uh, trên các bạn trên YouTube thầy khen nhé là chúng ta vẫn vẫn xem rất là đông, ít nhất cũng gần khoảng 500 bạn. Ừ, rất là chăm học thầy chúc mừng nhé. Ừ, rất là chúc mừng. Vẫn còn xem khá là đông. Được chưa? Rồi, các bạn trên fanpage chúng ta thế nào rồi Từ từ xem nào Bây giờ quay trở lại để xem xem có ổn không nữa. Trên này thì có thể ít bạn Chưa biết thầy Thế nên là có thể là các bạn um, Gọi là gì ấy nhỉ Nên là chưa theo dõi để ý kịp Không sao Thỉnh thoảng phải lướt qua đây cái Lướt qua đây cái ờ, Thầy có hai bài nhé Một cái bài dạo này thầy thấy rất là hay Đó là bài Người lạ thoáng qua và bài thứ hai là bài à, em là con thuyền cô đơn bây giờ thích chọn bài nào chọn đi có hai bài này thôi. <laughs> chọn đi nhanh lên vote 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 được chưa? Bây giờ nghe nhá, nghỉ giải lao. Nghỉ giải lao 15 phút nhá. Trong lúc này chúng ta sẽ cùng nghe bài hát đó là có hai bài thôi giờ vote bài nào thì vote. Được chưa? học cũng phải có giải lao chứ nhỉ, được chưa? À, người lạ thoáng qua, chưa? người lạ thoáng qua. nào, hay là em là con thuyền cô đơn nào? Bài nào cũng hay? Nếu hôm nay mình hát bài này rồi lần sau mình hát bài khác. À, bây giờ chọn bài nào nào? Vốt, vốt, vốt Được chưa? Vốt bài nào nào? Các em cứ vốt đi, xong rồi thầy hát cho Được chưa? Thỉnh thoảng nghỉ giải lao một chút không sao cả đâu Được chưa? Nghe mấy bài này chưa? Được chưa? Rồi, dạ, chúng ta cùng quay trở lại với đầu cầu ở bên YouTube nhé để xem xem. Rồi vẫn 500 bạn đang xem đâu nhỉ? Nào. Nào về nào các em. Người lạ thoáng qua nhé. Chưa, sao chưa nghe các em là con thuyền cô đơn này. Thời tiết bên nào hay mà. Rồi vốt nhé. Nhiều bạn chọn bài 1 là Người Lạ Thoáng Qua, ok. Thế mình nghe Người Lạ Thoáng Qua nhé, rồi ok. Lần sau mà có thời gian nữa, thầy sẽ à, hát cho Em Là Con Thuyền Cô Đơn. Rồi, chúng ta bắt đầu nghe nhé. Người Lạ Thoáng Qua của Đinh Tùng Huy, đúng không? đó còn em là con thuyền cô đơn tác giả chí hướng cái này là của bạn uh, gì hát nhạc nguyễn thái học đúng không ừ, bài nào mình cứ rõ hết đấy à, bài trên là... người lạ thoáng qua bây giờ mình mình hát mình hát like luôn nhỉ bây <laughs> giờ hát like luôn nhỉ người lạ thoáng qua biết đâu rồi ok đây. mình hát like luôn <laughs> hết sức bình tĩnh hát like này phải bình tĩnh <laughs> chứ không hát cùng ca sĩ này hát cùng ca sĩ còn đỡ với hát live này phép ấy phết không sao vâng chúng ta cùng nghe người lạ thoáng qua nhé à, Đinh Tùng Huy đúng không? Ừ. này karaoke đây rồi từ 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 cái gì đây cáo à vậy rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn và các em vừa rồi đó, đó chính là bài đó chính là bài người lạ thoáng qua đó các em thấy bài này hay không đó rồi sau khi mà thể hiện được bài này xong mình cũng thấy tự nhiên là thấy dạt rào cảm xúc thật thầy cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể thể hiện được bài hát này rất cảm nhận thấy thế nào hãy cho thầy biết nào rồi nào. <laughs> Đấy thì lần sau chắc là mình sẽ nghe bài Em là con thuyền cô đơn nhỉ Đó, được chưa Công nhận bài, những cái bài này hay thật thầy hay Vẫn còn hơn 500 bạn xem đừng quá nhỉ Thầy ơi hát nốt bài kia Hát nốt bài kia Chúng ta cảm nhận thấy thế nào Được chưa Thầy ơi Good go chop <laughs> thầy ơi tuyệt vời luôn thầy ơi đổi đổi nghề gấp thầy ạ à. <laughs> chuyển nghề thôi thầy thầy cũng đã. sắp tới về sau so mà nhỡ một ngày nào đó mà không có uh, gọi là gì nhờ lúc nào mà, mà thất nghiệp thì chắc là cũng phải đi. đi 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 hát thật ấy, mai có khi phải sắm ra cái dàn bộ loa rồi đứng này không khéo là đứng vừa live stream vừa hát vừa bán hàng cũng nên khi sắp tới khi phải chuyển thêm cái nghề thêm cái nghề mới sống được nhiều khi bây giờ đang, đang 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 dịch cũng sợ phết đấy Nhớ mấy kia về sau mà dịch mà kéo dài này cũng 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 có khi đến lúc đó thầy mới đi hát được em ủng hộ nhé hiểu chưa được không được, chưa? được chưa? thầy ơi hát thầy hát hay quá thầy cảm ơn nhá rồi rồi <laughs> Rồi, thầy cảm ơn nhé đông vạn quá nhỉ rồi. thầy ơi chúa tể nốt cao kẻ hủy diệt bài hát ở à, đâu sao lại kẻ hủy diệt âm nhạc ở đây được cái gì kẻ hủy diệt nốt cao thầy nó hát thế là cao lắm rồi còn gì nữa được chưa rồi hãy học tiếp nha Chưa học tiếp nha <laughs> học tiếp nhá lần sau thì em là con thuyền cô đơn sau nhá sau khi như vậy là chúng ta kết thúc xong phần à, người lạ tháng qua rồi là bây giờ ta đến với tiếp nào <laughs> đến bao giờ mới quên được người mình yêu <laughs> Nào, các bạn và các em thân mến chúng ta cùng quay trở lại với vấn đề thứ tư. Nào, phép quay được chưa? Phép quay. <laughs> à, câu 1, cho hai đường thẳng bất kỳ D và D', phải có bao nhiêu phép quay biến D thành D'? Phải? Bắt đầu. Nào, câu này hơi lý thuyết một chút này. Nói chung là nó phải có đầy đủ cả lý thuyết với bài tập thì nó mới vui được chưa? Được chưa? Nó phải có cả hai chứ nếu mà chỉ chăm chăm làm mỗi cả mỗi cái phần ấy thì không hiểu lý thuyết thì không ổn lắm nào xem chúng ta có ăn được điểm cái câu này không <laughs> nào um, biến một đường thẳng thành uh, một đường thẳng đây à, à, bất kỳ hay đường thẳng đây đây phải bất kỳ thế bây giờ chúng ta có bao nhiêu phép mà biến được D thành D phải được chưa thế thì uh, câu trả lời của chúng ta là gì đây thầy xem nào rất nhiều bạn trả lời đáp án gì đây D à có xem mỗi một kiểu thế đây à? đúng không có vô số phép đúng không? tại vì phép quay thì chúng ta chỉ cần giống như cái kiểu kim đồng hồ giống như cái tâm nó quay giống như kiểu gì nhỉ? Ừ, có cái một cái tâm quay ở giữa đúng không nhỉ? và chúng ta phải có một cái góc quay alpha có tâm quay góc quay thế thì có rất nhiều các cái góc mà có thể biến tại vì bất kỳ hay là bất kỳ thì có, cũng có chữ, nói chung là có nhiều cái trường hợp góc tại vì góc nó còn tính theo kiểu góc lượng giác góc dương góc âm nữa như vậy là có nhiều góc có thể biến được từ tức là tùy thuộc vào cái vị trí em chọn làm tâm và cái góc quay em chọn thì có rất nhiều phép có thể nói là thỏa mãn như vậy đúng không? Đó đáp án của chúng ta là D được chưa? À, tâm quay của chúng ta sẽ nằm ở trên cái chỗ nào các em? Nó, nó sẽ nằm ở cách đều hai đường thẳng đây và đây phải. Tại vì các em biết là um, cái bán kính quay này nó phải bằng nhau uh, từ một điểm M biến thành một điểm M phải qua phép quay uh, tâm O ấy góc quay alpha thì cái bán kính quay giống như kiểu kim đồng hồ ấy à, om đến vị trí này đến om phải đến vị trí kia hai cái kim nó phải nó, nó 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 phải dài bằng nhau như vậy là cái tâm quay sẽ nằm ở vị trí là cách đều hay đường thẳng được không đó có nhiều các cái tâm quay góc quay như vậy nó thỏa mãn đáp án d là chuẩn xác Chắc, chúc mừng các em được chưa nhỉ chúc mừng nhiều bạn trả lời đúng câu số 2. tam giác abc đều với g là trọng tâm phép quay tâm g góc quay nào thì abc thành chính đó câu này cũng sẽ dễ dàng gặp trong các cái bài của em được chưa nhỉ? kem ừ, biết vẽ trọng tâm rồi nên những cái hình vẽ cơ bản thì thầy sẽ không vẽ đâu nhé. kem nhớ vẽ phát hình ra nháp nhanh luôn. thế thì khi mà kem vẽ uh, trọng tâm G của tam giác ấy, ở đây người ta còn cho tam giác đều thì nên nó rất là dễ đúng không? đó tam giác đều mới làm nhanh được chứ? thì kem quay trọng tâm G, Góc quay bao nhiêu thì thành chính nó muốn biến một hình thành chính nó nhé thì một một đỉnh này khi xoay góc ý thì nó sẽ biến thành một cái đỉnh khác cũng trùng trên hình đó hiểu được không đó hiểu được không đó tức là điểm này nó sẽ biến thành một cái điểm khác đỉnh khác cũng trên cái hình đó luôn ý một hình mà muốn biến thành chính nó thì phải tồn tại một cái phép rời hình nào đó biến được từ biến mọi điểm trong cái hình này nó thành cái điểm trên hình kia thì hai hình nó bằng nhau đấy theo khái niệm kem học phép rời hình ấy có hiểu không nhỉ? Đó là phải tồn tại một cái pháp dời hình Để biến được từ cái hình này thành hình kia Hoặc là thành chính nó đấy ừ. Thế thì um, Trường hợp này chúng ta nhìn ra ngay Vẽ hình ra ta thấy ngay đó là GA, GB, GC Đó là cách 120 độ đúng không? Ừ Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D Thế thì khi mà xoay Em xoay 120 thì đỉnh này nó thành đỉnh kia mà Nó cháo thành đỉnh tiếp theo luôn A nó biến thành B, B biến thành C Đúng không nhỉ? Đó kiểu như vậy Xoay đi thôi Thực ra là bội lần lên cũng được nhưng ở đây người ta không cho mình các cái bội lần lên thì mình chỉ tính 120 thôi. các bạn nào chọn 60 không? 60 là các em cẩn thận bị nhầm đấy. Nhớ chưa? D là chuẩn rồi. Nhớ chưa? D là quá chuẩn. Hình vuông tâm ô phép quay tâm ô người ta lấy luôn ô là cái giao điểm hai đường chéo luôn đấy, tâm ô Góc que nào ở dưới đây là biến hình vuông này thành chính nó, nghĩ đi. Cái này tưởng tượng trong đậu được à nghe, nghe quay tâm quay giống như em cứ lắp em cứ ốp một cái đồng, một cái đồng hồ vào chính cái hình vuông này em em nhìn ra ngay ấy mà giống như kiểu vô lăng của cái xe chả các gì đâu đúng không thế tưởng tượng trong đầu một cái là nó sẽ góc quay nó sẽ phải là bội lần của 90 độ thực ra dương hay âm đều được ở đây người ta cho góc quay dương thôi như vậy là bội lần em thấy 90 độ lên thì 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 tại vì đỉnh này nó vẫn biến thành đỉnh kia mà đúng không 90 độ như vậy trong trường này người ta sẽ chọn là đáp án C 90, chính xác không? Nhiều bạn trả lời đáp án C này, chúc mừng nhé. Chúc mừng các em. Đúng thế thật. Các em nhớ là phần này em tự vẽ hình ra giúp thầy nhé. Đó, em cứ quay đi. Xoay giống như kiểu xoay kim đồng hồ ấy, xoay 90 độ đi, xoay lên đấy, xoay lên tại vì chiều dương là chỉ có xoay lên này. Thế thì cái điểm này nó cái đỉnh này nó sẽ hóa thành đỉnh kia luôn. Thế thật thành chính nó. cái tưởng tượng câu này thôi không cần vẽ nó. Hình chữ nhật thì sao? Người ta lấy ô là tâm đối xứng của hình chữ nhật Trong trường hợp này thì ô cũng chính là giao điểm hai đường chéo Có bao nhiêu phép quay tâm ô biết góc quay Cái chỗ này cẩn thận nhé Alpha nằm trong nửa khoảng từ 0 đến 2 pi Nửa khoảng thôi Đó Thì có bao nhiêu phép quay biến hình chữ nhật này thì chính nó Chỗ này đếm thật từ từ thôi, dễ nhầm lắm thấy chưa? Bình tĩnh Thì dễ nhầm Có mấy, nhớ nhá, nghe thầy bảo này Ở đây cái tâm ô này là cố định rồi thì bây giờ mỗi một góc que mà chỉ cần cái góc mỗi một cái phép que mà cái cái góc que alpha nó khác nhau là đã được tính là một cái 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 phép que khác rồi đấy. Ngày xưa ấy, khi mà thầy đọc đề cái nhiều bạn cứ hỏi là thưa thầy, câu này có có lần thầy hồi trước thầy cũng nhầm. Không 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 ai bảo là thầy cô không nhầm đâu. Thỉnh thoảng nhầm lẫn là chuyện bình thường. Và có khi vẫn vẫn vẫn, vẫn sai đấy. Thế thì ngày xưa nhiều bạn từng hỏi là ờ, góc quay 0 và góc quay 2 pi thế có được tính là một phép quay không thì theo cái ý kiến của thầy là là thực ra là nó là hai phép nhưng mà thông thường trong các cái câu hỏi ấy, thì người ta lại không hay lấy cả hai đầu dấu bằng đâu người ta rất hay cho em là chỉ lấy một đầu thôi có nghĩa là ý của người ta nói là lấy hai pi rồi thì thôi không cần phải lấy không nữa đấy nên người ta để tránh gây hoang mang tranh cãi cãi nhau. Tại vì nhiều bạn bảo thưa thầy theo cái tính chất lượng giác ấy quay hai pi rồi quay hết một vòng em thấy nó về trùng cái chỗ không. Thế thì bây giờ là tính là một phép hay là hai phép? Thì thực ra ấy nếu mà không ấy thì tức là nó không quay gì. Nhưng mà quay hết một vòng thì đấy nó đã quay rồi. Thì thì cũng giống như là một cái máy quay giống kiểu máy quay nước mía ấy. Bây giờ máy quay nó đứng yên, nó không quay gì. Nó khác với cái việc là máy quay đã quay một vòng, nó vẫn về chủ ý. Nên hai phép là tính là khác nhau. Ở đây là khác nhau. Thế nên là đề bài bây giờ người ta sẽ phải cho ấy nó đi để tránh cãi nhau. để người ta sẽ không cho cái không. Chứ nếu mà tính ở không ấy là nó nhiều phép. Nhiều. Cái này hiểu không? Thế thì cái hình chữ nhật mà em xoay đi thì em phải xoay bội của... Em xoay 90 là không không ra đâu Nó không giống hình vuông Em xoay 90 thì cái đỉnh này nó lại không ra được cái Thành cái đỉnh khác Em phải xoay 180 cơ Cô đúng có xoay 180 không? He, he, là xoay 90 <laughs> Chuẩn bị lại bạn ơi Nhiều bạn lại thấy ơi 90 hay là 4 phép mà thầy không phải Hình vuông đấy thì nó mới thế Hình chữ nhật không đâu Hình chữ nhật ra nó, nó kiểu đối xứng tâm mà Hình chữ nhật đối xứng tâm Thế nên là nó, nó đỉnh A nó thành đỉnh C Chứ bây giờ em xoay kiểu diếm xoay 90 Nó trả ra cái cái đỉnh nào nó phải biến được từ đỉnh này thành luôn. Hình nó thành chính nó là cái lọ là phải thành cái chai luôn, nếu không là nó không ra cái khác ngay. Chúng ta chỉ có xoay 180 thôi, xoay 360 thôi, có hai phép thôi. Hai phép 014 nữa nhá, cứ chọn 4. 4 sai đấy. Đấy chưa? Chọn 4 là sai đấy. Được chưa? Chọn 4 là sao? Thế chúng ta chọn đáp C, 2. Đó là pi và 2pi. Tức là xoay 180 và 360 thôi. Hiểu không? Chứ bây giờ xoay 90 ra đây chọn 4 là thôi chết Là sai đấy, được chưa? Cẩn thận cứ cứ vẽ thử ra sẽ thấy được chưa vẽ thử ra sẽ thấy c nó phải là c Úi dồi, chỗ này phải vẽ hình ra Úi dồi, phải tưởng tượng chứ Chỗ này phải tưởng tượng Thầy ơi, một số bạn đang hảo 90 thầy ạ à. Úi dồi, 90 Sợ quá Úi dồi, 90 Có chắc là 90 không? Không, sẽ 90 Rồi ơi, nhầm rồi, 90 90 thế nào, 90 Được chưa? 88 chứ, được chưa? Không sao, nhầm một tí là sau sửa sao? Sai mới rút kinh nghiệm được chứ Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó Qua phép quay tâm ô góc quay k 2 pi k nguyên Ô Sao lại bao nhiêu, có bao nhiêu điểm Biến thành chính nó Có qua phép quay tâm ô Góc quay thì khác bội lần 360 độ Bao nhiêu điểm nhỉ Bao nhiêu Trả lời xem nào Bao nhiêu Bao nhiêu nào được chưa ôi sao lại có nhiều rồi sân lại nhiều bạn gì Nhật Bản chui vào đây nó spam thế này rồi cái gì ca cái gì Kamado Tanizo Tanizo rồi cái gì vớ vẩn thế này rồi đề nghị đề nghị ban cái bạn này ra đảo giúp với chứ không nên vào nên hỏng hết cái bài của thầy ra này cái gì? cái gì trên YouTube này cái gì Kamado Tanizo rồi sao lại có cả người Nhật Bản vào đây học à rồi thầy tưởng người Nhật Bản người ta toàn văn hóa mà sau cái thằng này lại vô văn hóa thế này Thôi bực quá xóa 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 rồi rồi các bạn khác trả lời đi được chưa thì chết hỏng hỏng rồi cho nên toàn cái gì Kamazu Kama cái gì Kamado gì mới khi gì đây mệt mắc mệt xóa 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 ngay cho nó đẻ trứng được chưa xóa xóa ngay lập tức được chưa Thầy ơi nhân vật anime, rồi thôi 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 tôi mệt mắc mệt mắc mệt, được chưa? Tầm này không có anime gì ở đây cả, xóa, được chưa? Chết chết chết. Rồi sau khi mà chúng ta uh, trả lời được câu 5 Người ta chọn đáp án nào nào, được chưa? Đáp án cần chọn của chúng ta, đáp án cần chọn của chúng ta em biết là muốn nó biến thành chính nó có phải cây tấm ôi, thì chỉ có gì thôi? biến thành chính nó thì chỉ có cái tâm ô đáp án a đúng không thế thì tại vì nhá, em biết là uh, uh, các cái phép mà đối xứng tâm hoặc là phép quay thì luôn luôn sẽ biến luôn cái tâm quay thành chính nó các điểm khác thì sẽ đến một vị trí mới nhưng mà riêng tâm quay thì nó chỉ có một phép gì thôi là... đúng không nhỉ Tại vì mà góc quay lại khác 360 độ Nếu 360 độ thì lại biến thành chính nó rồi Nhưng mà lại góc quay lại khác một cái chu kỳ kiểu kiểu lặp lại như vậy Góc quay nó lại khác kiểu một vòng như thế này Thì chỉ có cái tâm quay thôi Chứ không còn ai nữa chứ chỉ nếu mà là người khác một cái à, là không phải Được chưa? Được không nhỉ? Đó Câu này tôi chọn A một Chính xác Các em tiếp tục suy nghĩ nhé Đó Tam giác đều nếu chúng ta chọn phép quay ở đây người ta lấy ô làm tâm thì có bao nhiêu phép quay biến tam giác thành chính nó các em suy nghĩ để đợi thêm một chút sợ quá Các <laughs> em Chúng suy nghĩ đi nhé đâu nhỉ? Chưa trả lời được chưa? Được chưa? Trả lời được chưa? Chúng ta cứ làm đi nhé Đó Trả lời nào Ờ à, Tam giác đều đúng không Muốn tâm ô thành chính nó Bây giờ biến được đỉnh này thành đỉnh kia Thì đây người ta không lấy tại không Nhưng người ta lại lấy có cả hai p Thì em kem sẽ lấy bội lần của Bao nhiêu Đấy có ba phép thôi Bội lần Đấy ba phép thôi C ba phép Đúng không nhỉ Bội lần 120 240 360 đúng không? Ừ, 3 phép chính xác. Ở đây tại tại vì thầy viết thế này thầy không lấy không. Đấy như bội lần 3 120 là ra. Ừ, tốt đấy. Ừ. Hình vuông chỉ là sự tổng kết lại lúc nãy thôi. Hình vuông phép quay tâm ô với góc quay đã cho như trên hình vuông thành chính nó thì chung quy lại là có mấy phép biến được như vậy. Lúc nãy là bội lần của 90 đúng không? 91 là 9, 9 2, 18 93 7 94 36. Đáp án cần chọn là đáp án A. Ừ nhiều bạn trên YouTube thì công nhận là trả lời nhanh thật. Thầy vừa câu nào một cái là các bạn phụt đáp án luôn. Nhanh thật công nhận. Giỏi nhỉ. Đúng là 4, câu này nhanh luôn. Chúng ta có thể đây là sự tổng kết lại lúc nãy. Chọn A chính xác. Nhanh nhở, Ủa ôi giỏi thế. Hiểu chưa? Nhưng vẫn có bạn chọn D. Không khổ quá. Đây. A chứ con. 8 Ủa cái này vui hơn Câu này vẽ thay bảo này Thỉnh thoảng các em sẽ gặp một số câu về hình vẽ Các em có làm được không? Nếu mà làm được em phải vẽ ra chuẩn chuẩn một tí Lục giác đều ABCDEF tâm O EZ là trung điểm của ABCD tìm một phép rời hình Biến tam giác AIF thành tam giác CGB Bây giờ có làm được không? Câu này bắt đầu lại thấy Thôi khoanh vừa nào, thầy vẽ hình cho nhé Đây, thầy vẽ hộ hình cho rồi, sướng quá còn gì nữa Vẽ hộ hình cho rồi chỉ cần nhìn thôi Nhìn nhá đã nhìn thấy chưa Lục giác đều tâm ô Phép, có một cái phép gì đó Phép nào, phép rời hình biến được hai tam giác này nó bằng nhau mà Thì có một phép biến tam giác AIF thành tam giác Ờ, à, à, Phép gì vậy? Nhìn đi Phép gì vậy? Thầy vẽ hộ cho rồi, sướng chưa? Thế cho chỉ việc cần ăn, ăn thôi CGB Đó, phép gì đấy? nhìn là thấy rồi nhá đó thấy gì không thì không biết nhưng mà nhìn là thấy rồi nhá được chưa được không xem là tịnh tiến hay là quay ở đây có những hai đáp án là quay liền là mình đã nghi nghi rồi xem người ta quay tâm ô hay là tâm b trăm hai mình là mình đã thấy nghi nghi rồi được chưa nghe là các đỉnh là nó nghe nó kiểu nó ra lẫn nhau ấy nhở cái này a mà que mà trăm hai thế thì nó tương ứng nó phải đọc cho mình là ra c nhờ như vậy là a mà mình ra c là à là mình đã thấy nghi nghi nhờ đúng là cái góc này là cái góc cái góc mà xoẹt xoẹt chỗ này này đấy cái góc này là trăm hai là mình đã thấy đã, thấy đúng đúng rồi à như vậy là mình không không biết gì khoanh toàn c <laughs> đã không khoanh toàn c đã không biết thì khoanh một đáp án thôi chọn toàn c được chưa chọn toàn c xong một đáp án thôi C, ừ đúng rồi, thấy đã bảo C mà đúng rồi C, C chặt Đúng C, Đấy chưa Chọn C thấy ơi sao nghĩ B, B á Sao nghĩ tâm B thì không phải, tôi khổ quá Câu này thấy Phép quay tâm, phép quay tâm O C chứ con Xem, 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 xem đúng không Vẽ ra là thấy, nhìn còn gì nữa C, được chưa, C phải không nhỉ Ok nhá, có nhìn được không Này, khổ quá, kim đồng hồ quay nhá bây giờ a này xoẹt bật phát trăm hai mỗi cái chỗ này 60 mà a nó xoẹt sang c này nhìn vào cái tên thứ tự đỉnh thì mình phải biết chứ mình phải khôn khôn một tí chứ khổ quá đây này y này biến thành gì này đây này y mình thích mình nối vào y có như một cái chỗ này nó cũng không biết nữa bao nhiêu độ nữa nó. nó vẽ ra thôi mình vẽ ra em tự nhìn đi được chưa chỗ này là f đi f thành b đấy thấy nó cũng đúng rồi phải mình phải biết như vậy rồi ạ à. đúng không mình thấy mình đúng rồi mình phải biết đấy đúng không Đấy thế là đúng là là mình phải biết rồi còn gì nữa. Được chưa? Có hiểu được không con? Được chưa? Tiếp tục nha. Đây, phép quay tâm O biến điểm A 10 thành A'01 thì biến điểm M 1 1 thành điểm nào? Chết rồi. Khó quá, không làm được. Ha 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 các em nhớ là chúng ta có hai cái phép quay chính thôi là người ta hay sử dụng phép quay tâm O góc quay mà 90 độ ấy dương 90 độ thì một cái điểm MXY thì nó sẽ chuyển thành M phẩy à, X cái này mà XY thì cái này trừ y x đúng không nhỉ còn nếu mà phép quay tâm O trừ 90 độ MXY chúng ta chuyển thành m mà phải bao nhiêu nhỉ nào y trừ x một cái là x y thì trừ y x một cái là y trừ x em xem chuẩn chưa đó ở đây một không ờ, cái cái này nếu mà chúng ta biết được cái này thì chúng ta sẽ biết ngay kia là quay bao nhiêu độ đó hiểu không có nhận được ra không đó như vậy chúng ta chọn đáp án trong bài này đáp án B một một Ủa rồi không ai trả lời đúng à thay xy đây trừ yx. Ừ trừ x 90 độ thường đi thi người ta hay cho 90 đặc biệt lắm. 90 độ. AB trừ BA ấy mà, ngày xưa học dối đấy. xy chả một một con gì nữa không b là cái gì? Khổ, nhìn nó ra luôn, đáng nhẽ hay là thầy lại phải cho nói với em luôn là đây là quay 90 độ. Thế này còn nói làm gì nữa. Hiểu không? B ừ thì B đúng nhiều. Ừ, cũng 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 nhiều bạn đúng thật, ừ, nhưng mà nhiều bạn chọn C với A đầy này, C với A nhiều cái bị nhầm sang âm 90 độ hết rồi. đấy, cái câu cái 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 que này cũng bắt đầu hơi hơi kinh kinh ở chỗ này, thấy chưa? dễ nhầm. không sao, không sao, không sao. B đấy, B tiếp tục. uổng rồi. nào có đọc được câu này không? câu nào sai? đọc từng câu một nhá câu này phải loại trừ thôi chưa hết Chứ hết. Câu này chỉ có cái trò ấy thôi Chứ nhiều khi đọc không ra được đâu không làm nhớ nhiều lý thuyết Cũng chưa chắc đã làm được câu này đâu Phép quay tâm ô Góc quay phi Biến ô thành chính nó Ở nghe đúng ấy. Tâm ô rồi thì trả ô thành chính nó Còn gì nữa Phép quay tâm ô Phép đối xứng tâm ô chính là quay âm trăm tám Ở nghe cũng đúng Đối xứng thì đúng là quay trăm tám thật Dương hay âm thì đều đối xứng hết phép quay ô 90 độ và ô chỉ 90 độ ai quay giống nhau đấy cái câu này là nghe mới sai loài rồi sai loài mắt rồi vừa mới nói lúc nãy xong góc quay khác nhau là phép quay khác nhau chứ đúng không kể cả nó đến một cái vị trí nào đó kể cả mà nó lỡ mà nó có trùng thì theo thầy nó vẫn là hai phép khác nhau tại vì quay được chiều hướng khác nhau đó, nó lại khác nữa cái câu này thôi nếu bạn nào mà còn rảnh rảnh nữa thì đọc tiếp còn nếu không thì thôi chọn luôn đáp án C xong còn đối xứng tâm ô thì dương trăm tám hay là âm trăm tám thì ok 11 Úi dồi ôi 45 độ Ở lớp có học một cái góc mà nó khác 90 không? 45 với 60 ý. Câu này là cũng thực ra là hơi nâng cao hơn một tí rồi đấy Câu này các em muốn làm được thì các em phải làm cái trò gì? Đây bạn nào mà hỏi bảo nâng cao hơn một tí để bắt đầu đây hỏi tôi hỏi 45 độ thì các em xử lý thế nào? 45 độ các em xử lý thế nào? Được chưa? mai nhá người ta có thể cho nếu mà em thích nâng cao hơn thì người ta có thể người ta sẽ cho một cái tâm tâm khác tâm ô là một này hoặc là người ta có thể cho em uh, uh, gì nhỉ uh, một cái góc khác 90 này vân vân đấy kiểu thế người ta chọn gì bài này chúng ta có công thức giải nhanh đấy các em thuộc công thức chứ có công thức thì chúng ta sẽ làm được luôn trời ơi sao bây giờ nó lại không những lúc nãy nó có spam Nhật Bản mà bây giờ là còn có cả Cristiano Itachi de Lima rồi sao bây giờ nhiều spam thế nhỉ ôi mấy cái bọn đúng là vừa phải thế chứ ơi, khiếp rồi lại mặt dày thế không biết nữa sợ quá thấy chưa. rồi câu này cha chọn đáp án nào mấy cái đứa sao nó không ngủ đi mà nó lại thích vào spam thế không biết nữa, sợ thật rồi, chỗ này thầy sẽ hướng dẫn cho các em có hai cách một là chúng ta dùng công thức giải nhanh hai là cho sử dụng pháp vẽ hình em thích cách nào được chưa càng về sau này có nhiều cách hay lắm thích cách nào dùng công thức giải nhanh nhé phép quay tâm ô góc quay alpha bất kỳ x phẩy y phẩy bằng x cốt trừ y sin x sin cộng y cos, Đấy, hình như công thức thế này này Xem thầy có nhầm không? Được chưa? Công thức này cẩn thận cũng dễ nhầm đấy Nhưng mà thôi chắc thầy vẫn nhớ, yên tâm Đúng không? Các em có giá đáp nào? Thầy, thầy xem đáp án nào nào Các em ra D hay là C? <laughs> vẫn nhiều bạn không trả lời được Thôi thầy thay cho Bây giờ thay 45 độ vào đây x cốt chữ y sin đây 1 1 me quá ui dồi ôi toàn 1 thì thôi mình rút gọn luôn thông minh quá trời ơi cốt 45 trừ sin 45 bằng 0 nhá hai cây bằng nhau bằng 0 căn 2 trên 2 bằng 0 hết sin 45 cộng cốt 45 hai cái này đều căn 2 à căn 2 trên 2 cộng lại là căn 2 không căn 2 D đây Ok công thức của mình là đúng không thể sai được Sai là sao ra được kết quả Đúng không Đấy là cách đầu tiên Các em có thể ghi đóng khung công thức vào cho thầy nhá, Công thức giải nhanh Đấy là đề phòng bạn nào mà nhớ mà nó nâng cao hơn một tí thì dùng cái này Còn cái này thì nhớ nhanh luôn Là hiểu chưa Còn một cách khác nữa Không thiếu gì cách cả Đó là vẽ hình Nhưng mà vẽ hình khó ra chính xác được lắm Vẽ hình chỉ có nguyên đẹp thì nó còn dễ thôi đây toàn căn thì chơi cái trò này thì cũng hơi ghê như thông sao. Sắp xỉ được. Và thì cứ cho đây là một một nhá. Nào hiểu chưa? Đây M này. Thì cứ cho đây là M11 đi. Quay 45 độ. Chiều dương đúng không? Chiều dương là chiều này. Tâm O ở đây rồi. Ta vẽ cho thầy cái bán kính OM vào đây. Bán kính quay vào đây. OM vào đây. Xoay 45 độ. Thầy bảo này. Cái cái hình này là hình vuông này. Mà cái chính cái chỗ này là tia phân giác nữa Ơ từ từ xem nào xem Nghe nó buồn cười nhỉ Xoay 45 độ Thì nó ra không căn hại À đúng rồi Xoay xoay tròn em lấy con ba vẽ đi À thì mình cứ tưởng là ra một Mình suýt nữa mình đọc không một Suýt chết Bạn nào mà không cẩn thận dễ tưởng tượng ra không một đấy khi các em xoay đến vị trí M' phẩy đây thì M' phẩy sẽ thuộc trên trục tung. Xoay tròn đấy mà bán kính que tròn thì đúng là cái bán kính này que thì em biết là theo Pythagore thì cái này phải bằng căn hai đúng thủ gì nữa đúng quá đúng không ừ, chả thế chứ chả không căn hai ư ừ, để vẽ hình ra cũng là một cách rất nhanh thầy lưu ý cho các em nhé có nhiều câu mà nhỡ mà về sau so mà người ta cho một cái tâm ấy người ta cho tâm khác tâm ô ấy, thì công thức giải nhanh nó còn lằng nhằng lắm thế nên là lúc mà người ta cho em một cái tâm khác thì dụ như là tâm y nào đó chẳng hạn thì em nên vẽ hình ra nó nó nhanh hơn mà nó chuẩn Chứ em mà nhớ công thức giải nhanh phức tạp lắm Không có công thức Cái công thức này vẫn là dùng tâm ô thôi Còn tâm y thì lại công thức khác Nhưng mà đau đầu lắm Không thể là em em không nhớ đâu Thế nên là vẽ hình nhanh nhất trong trường này Sắp dí cũng được Cứ thế mà nhớ Nhớ, nhớ chưa Thì quay lên là dương con gì nữa Ai thắc mắc gì nữa Vẽ hình ý Người ta cho một cái tâm khác thì mình cũng vẫn vẽ được Mình chỉ cần vẽ cái bán kính quay Mình quay đi một góc như thế là mình xong Thì nó nó còn ok Chứ, chứ bây giờ mà chơi trò cứ nhớ công thức này thầy thầy dạy nhiều năm thầy nhớ Mè ai con không cẩn thận mai con nhớ nhầm luôn <laughs> không nhớ đâu con không nhớ đâu tùy thôi đó thầy sợ con không nhớ được hết rồi nào điểm A 30 quay không ôi rồi B bg hai B cũng 90 độ thôi nếu mà tính theo lượng giác radian thì cũng đấy là B 2 thì đổi ra độ nó 90 thôi nhé Con cứ hiểu là dương 90 độ thôi chả có gì Nhẩm nhanh Xy trừ x y, y, x sao? 03 0 3 Thầy ơi 0 3 có được không? Không nó khác nhau chứ Chờ, Đáp án B B đúng chính xác ừ, Nhiều bạn trả lời B chính xác B 0 3 Không có gì thắc mắc B Ok Được chưa? 13 Biết A phẩy Ôi rồi Biết A phẩy 0 3 là ảnh của A Qua phép quay âm 90 độ tấm O Tìm A ban đầu Ô, oh. Câu này ngược Câu này các em nhớ đọc ngược lại nhé Đọc ngược trở lại cho thầy X Y Bây giờ đây Y chữ X Trời ơi Đọc đi Y chữ X Bây giờ ông nào đây đáp án nào con Y chữ X Y chữ X Nghe trông giống, giống y trừ x đấy a hay là b đấy Các em xem đi a à, đúng không giỏi lắm cũng giỏi nhờ nhiều bạn trên youtube thì giỏi thật càng xem giờ mới để ý mới thấy a hay là b a à, chứ đấy lại nhầm rồi biết ngay thôi a hay là b cũng xác định người chọn a người chọn b này các bạn là b chứ chọn a đấy như vậy là rất nhiều người nhầm suýt nữa mình cũng định bảo a bọn này là tính hiểu gì ấy? đã bảo là x y biến thành y trừ x y trừ x thế thì đây sẽ là không chứ bác b chứ b mà Nó sẽ đi, đi, chọn được a giỏi nhờ nên là âm chín độ cơ mà nhìn dấu âm không âm chín độ suýt toi thấy chưa đấy suýt nữa thầy cũng đọc theo, theo em a luôn ơ nhầm ra theo công thức b chứ con được chưa suýt nữa nhầm thôi tôi thử thôi tôi chưa kịp tôi chưa kịp đính chính lại thôi được chưa công thức thì ghi rõ đây rồi lại còn nhầm đúng được chưa nhớ chưa tránh nhầm nhá như vậy là câu này có thể là kem nếu mà rơi vào kem dễ nhầm đấy coi chừng b tiếp tục nào 14 m 20 n 02 phép que tâm O góc em pha biến m thành n hỏi góc em bao nhiêu Ôi, câu này hay đấy câu này chắc là kem cũng chắc là nhiều bạn chưa chưa gặp mấy khi cái tìm góc que thế nào vậy người ta biết cho a, a phải ở thì góc que giải thế nào không nhỉ cái này xóa được chưa? Xóa nhé. Xóa. <laughs> góc quay nào? Các em biết là um, phép quay tâm O, M ở đây, N lại dịch chuyển ra đây chẳng hạn. Thì cái góc quay alpha này chính là góc tạo bởi hai vector OM và ON. Ừ, đúng không? Người ta lại cho luôn bài này vui ở chỗ là người ta lại cho hai cái mn này đấy, đậu trên trục tọa độ thế nên là các em vẽ hình ra là em thấy góc que là dễ nhìn nhất các em vẽ hình ra là em sẽ thấy góc que là dễ nhìn nhất được chưa như vậy chúng ta sẽ thấy ngay đó là đáp án c 90 độ thực ra chúng ta cũng, cũng có thể nhìn luôn theo công thức nhanh lúc nãy thầy vừa cho em XY, đây chính là trừ y x trừ x nên đáp án sẽ là dương 90 độ còn nếu không thì các em cứ nhìn hình vẽ em sẽ thấy nhé Chính xác đây là bằng C, giỏi lắm C C nhá 15 Bây giờ làm nhanh được mấy cái câu này xem Quay như thế nào đây Đường thẳng D của em như ở trên Quay 90 độ tấm ô ừ. Có cái cách nào mà nó nhìn nhanh ra luôn đúng không nhỉ À, nếu mà cho quay 90 độ ấy thì cũng là một cái thuận lợi rồi vì đường thẳng D phẩy của em ấy thì nó sẽ là vuông góc đúng không? Vuông góc thì chỉ phương nọ thành pháp tuyến kia đúng không? Ừ. Như vậy chỗ này đang 5 trừ 3 đúng không? Thì tí nữa là nó thành là 35 đúng không? Ừ, 35. Như vậy là theo phản xạ như vậy là chỉ có cái đáp án này hoặc đáp án này thôi. B hoặc là D thôi. Thì nó mới ra 35 được. Mọi người hiểu không đã Được chưa 3V5 được Bây giờ nếu mà em muốn uh, uh, Chuẩn xác hơn Ơ, Thầy bảo cái 15 nó có giữ nguyên không nhỉ Hay là nó thay đổi đi nhỉ Cái 15 cái em muốn uh, cẩn thận Em sẽ lấy thêm cho thầy một điểm Thí dụ như là uh, 05 Vân vân đấy 05 chẳng hạn Được chưa Thì tí nữa 05 thì đổi thành 50 Đúng không 50 đấy rồi xong rồi thay vào Em sẽ thấy ngay hiểu không nhỉ? Lắm lấy một cái điểm nhá, đấy kiểu như thế. 05 thì tí nữa lấy -50. -50 đúng không nhỉ? Lấy một điểm 05 tí nữa đổi thành ờ uh, 05 -50 đúng rồi, -50 thay vào cái nào ra đúng là ok. -50 thì đáp án của chúng ta là gì rồi? D rồi. D chuẩn. Ồ thế thì phải sao mình giữ luôn 15 à? <laughs> Cho nên nhanh Ừ cái này đổi nhanh <laughs> Thường thì người ta sẽ định hướng họ Phép nào ra song song, phép nào ra vuông góc Rồi người ta lấy thử một điểm người ta đậu vào là xong thôi Cái phương pháp chung là như thế 16 Đường tròn như ở trên Quay âm 90 độ tâm ô ừ, Bây giờ mình tưởng tượng nhanh một chút Bán kính thì không đổi rồi Nên cái đuôi không có gì thay đổi Phép quay này có tâm là 01 01 tí nữa quay chuyển thành trừ -10. -10 là nhẩm ra rồi, Thế à, nó ra ra rồi, ra em ra rồi, em ra rồi. Đây là một số bạn này. 01 và bán kính căn 8. Tí nữa chúng ta sẽ quay một phát. À, đây âm 90 độ mà nhỉ? Nếu mà mình đọc 01, 01 mà mình đến giờ mình đổi -10 là dương 90 mất. Thế thì 01 bây giờ mình đổi này thế thì được là 1 0 tức là 10, 10. Mà 10 chuẩn thì phải là a chuẩn rồi a a mới là đúng không cần thận cũng nhầm a mới đúng nếu mà mình không cẩn thận mình nhầm sang b chết a đây âm chí mới độ để kỹ nhé các em có chọn a không tốt nhiều bạn trả lời đúng nha ok nhá chúc mừng sắp hết rồi đấy có mấy câu phép quen này nữa thôi đấy các em cố gắng nhá mình có cần nháp gì đâu mình tư duy trong đầu một cái là mình nhẩm ra thôi không khó bình tĩnh nhá a rồi a chặt rồi Hết rồi, thôi là sau phép vị tự sau Thì thôi, phép quay chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé Cái này chắc là lần sau chia ra Còn cái phép vị tự về đồng dạng Nhưng mà uh, nhiều bạn Thì chúng ta có thể trường đến vị tự về đồng dạng Thì chắc là cái này chúng ta sẽ xử lý Nốt trong buổi lần sau Hôm nay là chúng ta cũng đã học được rất nhiều câu hỏi hay Và tổng kết được kiến thức thông qua đây rồi Được không nhỉ? Đó Chắc chắn nghỉ thôi Đến đây đã nghỉ được chưa các em? Thầy nghĩ là nghỉ được rồi đây Các em có thấy mệt không? Nghỉ chưa? Không, thầy nghĩ là các em cũng không mệt lắm đâu Nhưng mà thầy mệt <laughs> Thầy thầy mệt được chưa? Đó thế nên là 22 giờ 54 gần 11 giờ rồi Chuẩn bị đến giờ hồi cung rồi Thôi rồi phải về thôi 11 giờ rồi Được chưa nhỉ? Nào Đấy như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần uh, các phép uh, biến hình phần đầu tiên nhé. lần sau chúng ta học tiếp nhé. nhưng mà chúng ta học xen kẽ thôi. chắc là lần sau thầy quay trở lại thì có khi thầy phải dạy đại trước hay là... hoặc là nếu không ít ra cũng phải uh, xong cái phần đại số lần trước học đến đâu rồi nhỉ. Thực ra trên YouTube cũng đã có khá nhiều các cái bài giảng của thầy rồi. Các em có thể uh, tự tìm và tự search lấy bài giảng và tên thầy, trên đó cũng đã có rất là đầy đủ cho các em. Các cái bài giảng về lớp 11 của thầy thì thường là rất là nhiều, đa dạng và chi tiết nhất. Đó. Các em chỉ cần cố gắng chăm chỉ tự xe bài giảng về cho nhau tự học thôi, tự tìm là thôi là cũng đã có rất nhiều. Còn thời gian nếu mà tranh thủ thì thầy vẫn sẽ cố gắng thầy livestream và sẽ dạy được cho các em. Chúng ta nhớ theo dõi vào tối tầm là 20 giờ 30 nhưng mà tại vì tuần này có một số bạn lớp 10 bắt đầu là nó cũng kiểm tra các thứ với cả nó cũng bảo là à, thầy dạy kem với tên là hôm nay lịch cũng không có nhiều nữa nên là thầy sẽ phải thường là hôm nay là thầy lại uh, phải sorry uh, uh, sorry kem một chút là hôm nay là uh, muộn hơn một chút đáng nhẽ 20 giờ 30 nhưng mà có thể là 21 giờ đúng không nhỉ đó thì thầy sẽ phải dạy các bạn lớp 10 trước một chút đó để tại vì ai cũng 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 đều muốn học đó thì lần sau thì sẽ cố gắng là chúng ta sẽ học được sớm hơn nữa. Được không nhỉ? Đó. Rồi, bây giờ cũng chỉ mới 11 giờ thôi mà có gì đâu. Rồi, các em thân mến, chúng ta đã hiểu bài chưa nhỉ? Đó qua bài hôm nay thì thầy cũng đã gửi tới chúng ta rất rất nhiều các cái bài tập hay và uh, qua đây cũng đã hệ thống hóa lại các cái kiến thức quan trọng cho các em. Đó thầy hy vọng rằng là các kiến thức các mấy cái mấy cái bọn phép thuật quyên này thì chắc là nó cũng nó cũng không uh, làm khó được các em lắm, đúng không nhỉ? Đó. Rồi, và các bài giảng thì uh, lần sau chúng ta sẽ uh, cùng thầy học tiếp các em nhé. Rồi, thầy chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng. Và bây giờ thầy vẫn thấy nhiều bạn còn đang học chứng tỏ là thầy uh, rất nhiều bạn là rất là chăm chỉ. Được chưa? Thầy có lời uh, động viên và khen tới các em nhé đó các em nhớ đăng ký học toán của thầy trên uh, của tuyển sinh 247.com và trên đó thầy có khóa đầy đủ cơ bản và nâng cao đấy đó toán 11 thì chúng ta nhớ đăng ký học càng sớm càng tốt thì luôn luôn sẽ đảm bảo cho em là hiểu bài theo kịp cho dù kể cả có dịch kéo dài mấy chăng nữa thì cũng không sợ đó và hay nữa là thông qua các bài học trên đó của thầy thì chắc chắn là cái mục tiêu điểm cao của em rất là tốt thầy đảm bảo cho em là luôn luôn sẽ đạt được trên 9 phẩy nhá nhớ chưa học cẩn thận như này rồi mà không trên 9 phẩy Thì mới lạ đấy đấy chưa luôn luôn là điện, yên, yên tâm điểm số đã cao nhất là cái môn toán là môn chính ý. về sau em chỉ chỉ cần không nhất thiết cả hai môn toán văn đâu văn 9 phẩy nó mới khó chứ toán chịu khó một tí 9 phẩy à, không quá khó đâu thầy nói thật không phải là thầy là người đi dạy mà thầy nói phép hay gì đâu thầy nói là luôn luôn có cơ sở khoa học đàng hoàng tất cả các anh chị đi đằng trước cho dù lượng rác hình không gian khó đến như thế tổ hợp xác suất khó như thế nhưng vẫn luôn luôn không ngờ rằng là kết quả đạt rất là cao nhớ chưa nhỉ đó vì các anh chị rất là cố gắng và luôn chăm chỉ và luôn nghe theo lời thầy thầy dặn dò như thế nào đều làm luôn và làm rất đúng theo những lời của thầy nếu chỉ cần các em làm kh... tức là khi học ấy thì có những người chỉ nghe tới thầy một ít nhưng có những người lại nghe lại rất chăm chỉ đầy đủ thường xuyên nó khác nhau đấy có những người thì luôn luôn tức là cái người mà mà gọi là gì ấy nhỉ? Fan hâm mộ ấy, hoặc là những người học sinh mà ưu tú, ưu quý ấy. thì người ta sẽ luôn tôn trọng người dạy này. Người ta chứ không phải là như mấy cái đứa spam đâu. Đấy, luôn tôn và rất là quý tất cả các cái kiến thức, kinh nghiệm thầy nói cái gì là các anh chị đó đều cẩn thận, đều ghi chép đầy đủ và đều rất là nhớ và còn nhớ theo cách của thầy. Thì luôn luôn kết quả rất là cao. Đấy học nhá Còn nhiều bạn mà chỉ gọi là xem cho vui hoặc là biết cho qua qua để mai kiểm tra Thì thực ra kết quả nó cũng cao hơn được một chút đấy Nhưng mà nó không bền, được chưa? Nó không gọi là nó 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 rực rỡ hẳn Thì nếu mà thực sự mà các em mà nếu mà các em tin tưởng mà các em quý thầy hẳn đấy Mà các em thích cái phương pháp học của thầy ấy, Thì tất nhiên là các em sẽ phải quý trọng đến tất cả các kiến thức của thầy Và luôn luôn các em sẽ đạt được cao Đấy, cái người quý ít thì kết quả nó sẽ thấp thôi nó tăng ít nhưng cái người quý nhiều thì kết quả nó sẽ nó sẽ tăng nhiều thầy không nói đùa đâu nó là thật đó vì những người mà người ta chăm chỉ chịu khó người ta sẽ có kết quả cao hơn thật đó vậy nên là thầy mà cứ dặn cái gì mà theo mà cứ cố gắng mà cứ làm đúng thực theo lời thầy ôi về sau học bạ đẹp long lanh là đảm bảo là chỉ có 90 mươi phẩy về sau cũng xin nhắc lại với các em có một cái thông báo một cái cập nhật rất là mới với các em như thế này từ những năm gần đây trở lại nhá là cái hình thức xét học bạ trở đi ý, theo thầy được biết ấy, theo thầy được thông tin biết từ uh, bộ giáo dục và biết à, không phải bộ từ bộ giáo dục mà là theo các cái thông tin tuyển sinh uh, tham khảo từ bộ và từ của các trường đại học cao đẳng cũng như là các thông tin tuyển sinh mà uh, của tuyển sinh 47. Đó thì chúng ta sẽ được biết là về sau cái hình thức xét học bạ càng ngày là người ta nó càng trở nên phổ biến để nó phù hợp với cái tình hình mới và thực tế chứ không phải lúc nào bây giờ cũng là thi đâu. Sau tới về sau chúng ta sẽ có thi rất là nhiều đợt, có rất nhiều trường tổ chức đánh giá năng lực nữa, có cả tức là ngoài thi chung nhá, chúng ta còn có cả thi riêng, rồi xét học bạ. Thì hình thức nào nó cũng đều có giá trị. Bây giờ nó là ngang nhau, chứ đừng có nghĩ là bây giờ xét học bạ là là, là 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 thấp, là kém hay là gì đâu, nâu no, đừng nghĩ thế. Bây giờ nhiều cái kết quả cho thấy là cái cái phân loại của Bộ Giáo Dục thấy không phải là chê nhưng mà nó không đánh giá được cái khả năng của học sinh với cả nó nói chung là nó vẫn còn một vài cái gì đó tương đối bất cập hạn chế nó chưa có cái hiệu quả cao vậy nên là nhiều trường sắp tới người ta sẽ tổ chức người ta sẽ thi riêng bằng năng lực riêng của mình đó một năm thi nhiều đợt có cả thi ví dụ như là xuân hạ thu đông thi nhiều đợt ý hoặc là rất nhiều các cái trường tốt có thể là dưới hơn một chút thì người ta sẽ thi người ta sẽ xét học bạn rất là nhiều thế nên là đừng có nghĩ là cái điểm này là không quan trọng Em mà nghĩ thế là em quá dại dột Thầy nói thật với em đó Thế nên ý, lớp 10 mà có lỡ dạy Hoặc là không học hành gì mà có mải chơi Hoặc là lúc đó chảnh mảng thì không sao Thầy cho phép bỏ qua Nhưng 11 mà không học à, Lên 12, cái học bạn đẹp cũng không có Đừng có nói là thi Sắp tới nhá, 26, 27 điểm đỗ đại, Cũng chưa chắc đỗ đại học đâu Hỏi các anh chị đi hàng trước xem 26, hai điểm, 27 điểm đã đỗ chưa Không chưa chắc đỗ được chưa? Điểm cao như thế rồi còn chữa chắc đỗ được chưa? Mà bây giờ không có thêm các cái phao cứu sinh khác nữa. Bây giờ còn người ta còn thi đánh giá năng lực riêng các trường nhá, còn xét học bạ nữa. Mà mình lại không có một cái gì để mà xét. Ô thì lúc ý thì, thì thi bằng niềm tin à? Được chưa? Hay là lúc mà cũng chưa chắc đã thi được đâu. Tốt nghiệp xong thì thôi cũng chưa chắc đã thi nổi đâu. Đấy nó khó càng ngày càng khó thế mà. Được chưa? Kể cả mình không thi được hay giấy về điểm thì mình cũng, cũng phải có cái đường lui là thi hoặc là xét cái nọ kia. Cái gì bây giờ cũng có giá trị ngang nhau. Rất nhiều trường bây giờ người ta phổ biến thi xét học bạ. Vì bây giờ toàn phải thi online các thứ Chắc gì đã đến trường để mà tổ chức học mà thi được Những năm tới chắc gì đã hết dịch Đó Nên nó sẽ có những nhiều cái nó điều chỉnh để phù hợp với cái đó Thầy nói thế để cho các em biết rằng là hình thức nào sắp tới về sau nó cũng đều rất là quan trọng Thì đừng có nói là học và cái điểm này nó không quan trọng Nó quan trọng nhiều ấy Với sắp tới về sau nó quyết định nhiều Được chưa? Nên bạn nào mà theo thầy được từ sớm ấy, nó điểm cao lắm Không học đi là chỉ có thiệt thật Thầy không đùa nó toàn 9 phẩy mình ôi thôi kệ thôi 5 phẩy cũng được cho nó qua chết bố mày được chưa đấy là quá dạy và chủ quan nên bây giờ là là là, là không không câu chuyện đơn giản đến đâu ngoài cái xét tốt nghiệp thì cứ cho là đơn giản đi thì ai ừ thì về sau kiểu gì đâu tốt nghiệp nhưng mà nhỡ người ta xét các bạn đẹp ôi dạ, <laughs> uh, sắp tới nhiều trường em nhất là bạn nào mà thi các cái khối ngành đặc biệt ý đặc thù thầy cứ ví dụ như là quân đội công an nhá hay là vân vân gì đó Ôi bây giờ cái xét học bạ mà còn không đạt Nó còn phải đạt được tiêu chuẩn của cái đó trước ấy Không đạt được đúng cái ngưỡng ấy của nó trước chưa đừng nói năng gì thi tiếp Nhiều bạn sắp tới Về sau tao mới thích thi quân đội công an Bây giờ tự nhiên bật ngửa người người ta hỏi Thế bạn có đạt được tiêu chí này tiêu chí này không Bạn có đạt được hệ điều học bạ hoặc là hạnh kiểm ít nhất từ bao nhiêu không Nó quý đệ bảo Sao các bác không bảo cháu sớm Cứ đi tìm hiểu trước đâu mà học Cứ đi tìm hiểu trước đâu mà biết được chưa? Có những trường thì có thể người ta bảo sớm theo đề án nhưng có những trường người ta bảo muộn. Nhưng mà mình phải luôn dự trù, mình phải đánh ra không thua chứ. Đến lúc đó thích thì mới thi thì để bảo ối nó lấy lấy điểm từ lớp 10 thì vỡ mồm thì gì nữa. Thôi tôi chết rồi. Thế đến lúc ý à? Học lại để mà lấy điểm à? Ôi giời. Thế nên là thầy mới bảo em là không có cái gì tên là thừa. Cháo gì tên là thừa. Chỉ có ai không thích thi, không thích học thì có thể là không sao. Còn nếu mà đã xác định các thứ cẩn thận thì thì, thì, thì điểm cao nó từ sớm đi được chưa? mà học thầy mà con không điểm cao nữa, Chả có ai để mà cứu sống để mà điểm cao được hơn nữa đâu? không có đâu. Đấy. đấy, chịu khó mà học. còn cái hình thức thi thì người ta có thể chưa thay đổi đâu hình thức thi chắc người ta vẫn giữ nguyên uh, các cái bài thi giống như bây giờ thôi. thầy nghĩ là vẫn các bài thi uh, toán văn anh với một trong hai môn cái gì tổ hợp khoa học xã hội với về sau so chỉ đến khi thầy nghĩ là chắc về sau so phải đổi mới sách giáo khoa gì đó trở đi thì một số bạn đang hỏi mà một số bạn đang bảo là về sau có thay đổi gì không thì thầy nói luôn hộ cho nên là theo những gì mà thầy có thể thấy biết để thầy dự đoán Thì có thể là về sau phải đổi mới chương trình, mới sách giáo khoa thì chắc là người ta mới đổi đổi thi Còn hiện tại chắc là hình thức thì có, có thể là chưa có gì thay đổi Nhưng mà với cái kiểu mà vẫn cứ thi chung mà một, một kỳ thi hai mục đích như thế này thì sớm muộn không sớm thì muộn thì Bộ Giáo dục cũng sẽ dần dần là sẽ phải để cho các trường là phải dần dần chịu trách nhiệm về cái việc tự chủ tuyển sinh của mình lên dần dần là bộ giáo dục sẽ thoát ly dần cái vai trò của mình chính vì thế mà về sau cái đề của bộ giáo dục nó không còn là cái quan trọng nữa đâu sớm muộn nó thế Trời không thầy thầy thì không bảo là đề dễ hay đề khó gì nhưng mà nó nó không hiệu quả nó không phân loại được đâu tùy thôi mà bộ giáo dục cũng cũng khuyến cáo luôn rồi không phải là không nhắc đâu Chả qua là các em cứ lệ thuộc hoặc là cứ đổ vấy trách nhiệm vào cho bộ thôi Chứ bộ cũng bảo là không khuyến cáo là 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 chỉ lấy mỗi cái kết quả này làm kết quả đâu uhm, Ai bảo cứ dùng kết quả làm gì nếu còn kêu kiểu như thế Đấy, thế nên là khuyến cáo về sau người ta không phải là cứ chỉ dùng có mỗi một kết quả này thôi đâu Nhớ là như thế các em lớp 11 thầy bao giờ thầy cũng yêu quý dặn dò nhiều nhất Thế nên thầy mới nhắc như thế thôi Thế bây giờ để đầu năm là các em phần đấu từ sớm đi nhớ chưa phấn đầu tư sớm đi không về sau người ta học thật thi thật em thi của bộ xong vào trường người ta lại đánh giá năng lực lại cái trường dễ không sao nhiều cái trường khó em có ngồi đấy để mà để trông chờ để mà ăn may để mà lụi để mà que cóp hoặc là nhìn ai không có đâu không có thích thi trường cao mà không có học thật không học thật thi thật năng lực của mình ha. không vào nổi đâu không có đâu được chưa cứ đừng có nghĩ là hai sáu hai bảy điểm mà nó nghĩ là mùa xuân về thấy hoa nở ngỡ xuân về không để bộ dục chưa nói lên điều gì Những năm sau Cứ tưởng Nhiều bạn cứ tưởng thế là Mình điểm cao Thế là chọn đăng ký Của mỗi một nguyện vọng thôi ấy. Kiểu ý Thế trượt là trượt thẳng cẳng luôn Bây giờ người ta lại phải lấy Chỉ tiêu phụ là thế Để vớt đấy Hiểu không Chị nếu mà đã biết đường lui thì chọn luôn năm bẻ một chục nguyện vọng như các bạn khác đi trả sau đây không tính đường <laughs> nhiều bạn cứ bảo thầy ơi điểm cao không đỗ tại vì tính không toán không khéo không tính đường lui là như thế được chưa chủ quan là nó thế đấy được chưa chủ quan bây giờ hay bẻ điểm vẫn trượt vẫn ngồi kêu khóc đây kia trời ơi được chưa không tính đường lui mà chủ quan quá mình hay bẻ điểm nhưng không ngờ cả nước nó cũng toàn từ 24 điểm trở lên rồi <laughs> trời ơi thế nên không tính đường lui là nó thế có hiểu không mình đứng là nó thế đây nó... Tại vì kiểu như những năm trước cái, cái điểm nó thấp Những điểm năm trước thì nó thầy tính phổ điểm Thì trung bình thí dụ toán này thầy tính những năm trước phổ điểm để Kiểu như là nó chỉ 6 rưỡi hay 7 Hoặc là cao nhất thì cùng lắm là 7 hơn thôi Nhưng tính phổ điểm <laughs> trung bình môn toán Số điểm đạt được cao nhất toàn 8 điểm trở lên Ơ thế thì nó đã 8, 3, 2, 4, bố rồi Thế thì 27 điểm có mẹ là cái gì? <laughs> thế nó chả tăng lên cả chục điểm nó cũng đúng thôi nhiều bạn bảo cứ tưởng nó chỉ có tăng 2-3 điểm Không ngờ nó tăng dám vẻ điểm là ít Ôi giời, không tính trước như thế Sợ thật, nó đã trung bình nó đã 8 điểm Ai cũng làm được 8 rồi thì, Thế thì còn phân loại gì nữa Nhiều nhiều khi mà thấy nó buồn cười Thế bị chết đi Đấy, nó, nó, thế đấy Nên em phải tính cả các cái đường khác nữa Thì dặn như thế, nhớ nhé Trong cái bài đầu tiên này, tôi, tôi dặn thế cố mà nghe Nghe được cái thôi, tôi, ngày xưa giờ tôi có khuyên cái gì đó Cố mà nghe được chưa rồi um, nói thêm với các em một chút như thế để định hướng thêm một chút ở 11 thì về sau để các em học cố gắng để cẩn thận từ sớm giúp thầy nhé chơi nhỉ? rồi thầy chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng thầy hẹn gặp tất cả các bạn và các em trong các buổi tối lần sau à, xin chào các em chúc các em ngủ ngon nhé <laughs>